Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 51. Sau đó, Diệp Quân bỏ chạy, còn Diệp Thanh Thanh đuổi theo. Cô, người làm gì vậy? Ta không có ý gì khác, tháp gia có thể làm chứng cho ta. Chẳng mấy chốc, trong sân lại có thêm một tiếng hét nữa. Tháp gia. Cứ như thế, tiếng la hét thảm thiết kéo dài khoảng nửa giờ rồi mới dừng lại. Diệp Quân ngồi ở trước thềm đá, không nói gì. Trên mặt đất ở trước mặt hắn, có một tiểu tháp màu đen, tháp gia cũng không lên tiếng. Diệp Thanh Thanh đứng ở lối vào chính điện, hai tay cầm kiếm, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng. Tịnh Tuyết đứng cách Diệp Thanh Thanh không xa, cô ấy nhìn Diệp Thanh Thanh, rồi lại nhìn Diệp Quân, trong mắt hiện lên sự tò mò. Trước thềm đá, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nếu ngươi còn chơi như vậy nữa, ta sẽ coi như ngươi muốn làm phản. Nó thực sự sụp đổ. Kể từ khi quay lại đi theo tên khốn này, nó đã bị đánh những hai lần. Toàn là trận đòn chí mạng. Diệp Thanh Thanh cũng không phải là đang đùa giỡn với nó, bà ấy là đang đánh thật đấy. Hơn nữa, thực lực của bà ấy quá mạnh, đánh cũng đau lắm. Nghe tháp gia nói vậy, Diệp Quân cúi đầu không nói lời nào. Lại bị đánh. Hắn đã làm gì sai? Diệp Quân càng nghĩ càng không phục, càng nghĩ càng giận, lập tức nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, cô, ta không phục. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt liếc hắn, một đấu một đi. Khuôn mặt Diệp Quân cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, tiếp tục khiêu khích, con mau tới đây đánh ta đi. Diệp Quân trầm giọng nói, cô, chúng ta cần phải nói lý lẽ. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, con nói là việc của con, ta đánh là việc của ta. Diệp Quân cả giận nói, cô đánh ta, ít nhất cũng phải cho ta một lý do chứ. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, tại sao con lại lợi dụng sàm sỡ con gái nhà người ta? Diệp Quân lập tức phủ nhận, con không có, con chỉ đang cảm nhận thể chất của cô ấy. Diệp Thanh Thanh tức giận nói, cảm nhận thể chất cần phải sờ tay sao? Tại sao không sờ ngực luôn đi? Diệp Quân. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng liếc nhìn Diệp Quân, không học cái gì tốt, toàn học mấy thứ linh tinh của cha con. Nếu không phải nể mặt cha con, ta sẽ không quan tâm. Nói đến đây, dường như bà ấy ý thức được gì đó, vội vàng ngừng lại. Ở một bên, sắc mặt của Diệp Quân khẽ biến đổi. Diệp Quân ngồi ở trên thềm đá, cứ như vậy nhìn chằm chằm tiểu tháp ở trước mặt, yên lặng không nói gì. Tiểu tháp cũng trầm mặc. Những lời này sẽ gây ra rắc rối, bởi vì nó đã chặn đường của Diệp Quân. Bầu không khí trong sân bất chợt thay đổi. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân đang im lặng ngồi trên bậc đá, do dự, đang định nói gì đó. Diệp Quân đột nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, sau đó cúi đầu chào thật sâu với Diệp Thanh Thanh, cảm ơn cô vì đã trợ giúp con trong suốt đoạn đường này, từ giờ trở đi, con sẽ không làm phiền cô nữa. Nói xong, hắn xoay người cầm tiểu tháp lên, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở phía xa. Ở cửa đại điện, Diệp Thanh Thanh nhìn kiếm quang biến mất ở phía xa, hai tay nắm chặt kiếm, trầm mặc không nói gì. Tịnh Tuyết nhìn Diệp Thanh Thanh ở bên cạnh, cũng không lên tiếng. Diệp Quân rời khỏi thế giới đó, hắn tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, vừa định đi ngược dòng Tuế Nguyệt, hắn mới phát hiện lần ngược dòng Tuế Nguyệt này không phải kinh khủng ở mức bình thường. Trước kia đều là Diệp Thanh Thanh ngược dòng Tuế Nguyệt, cho nên hắn không cảm nhận được ngược dòng Tuế Nguyệt kinh khủng như thế nào. Nhưng giờ phút này, khi hắn tự mình đối mặt với Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn mới ý thức được nó đáng sợ cỡ nào. Tuy nhiên, hắn sẽ không lùi bước. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Từ Chân. Bây giờ, hắn mới thực sự hiểu những gì Từ Chân đã nói với hắn vào ngày hôm đó và những gì mà cô ta đã làm cho hắn. Không nên gọi người, không nên gọi người, không nên gọi người. Quả thật, cha có thể yên tâm gọi vài vị cô đến giúp, nhưng mình thì sao? Bản thân có thể yên tâm thoải mái sao? Tuyệt đối không thể. Họ giúp mình, chẳng qua chỉ là nể mặt cha. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không khỏi cười nhạo chính mình. Trên con đường này, hắn đã trở nên nổi tiếng từ khi còn trẻ. Thừa kế gia sản khi chưa đầy 20 và được trợ giúp bởi rất nhiều người thân lợi hại. Mặc dù hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân không được đánh mất chính mình, nhưng bây giờ dường như hắn vẫn chưa thể thấy rõ một vài thể chất. Không đúng, trước đây đã từng thấy rất rõ, chỉ là không lựa chọn cách đối mặt chân chính.
Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà vô tận, trong vô thức, tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ. Chân tỷ, Diệp Quân nhẹ giọng nói, mái hiên của người khác dù có tốt đến đâu, tự có ô che vẫn tốt hơn. Từ Chân, tỷ yên tâm đi, Diệp Quân ta cho dù có chết trận cũng sẽ không gọi thêm bất kỳ ai nữa. Vừa nói, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung dữ, không phải chỉ là chết thôi sao? Dứt lời, như thể cảm nhận được ý chí và quyết tâm của Diệp Quân, một luồng kiếm ý cường đại đột nhiên bộc phát ra khỏi cơ thể hắn, kiếm ý cường đại bỗng phá vỡ Tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt hắn. Chết đi rồi sống lại. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Quân đã không còn chút tự tin. Hắn chính là Diệp Quân. Hắn chẳng qua chỉ là Diệp Quân. Sự giúp đỡ của cha hắn tất nhiên là rất to lớn, nhưng đó cũng là một xiềng xích, bởi vì làm bất cứ điều gì cũng sẽ khiến hắn không sợ hãi. Mình có một người cha bất khả chiến bại, có một cô bất khả chiến bại. Trong trạng thái này, hắn sẽ không bao giờ có thể nhìn nhận rõ được bản thân, cũng sẽ không bao giờ có thể thật sự không sợ cái chết. Lúc này, hắn gỡ bỏ tất cả sự tự tin của mình. Mình chỉ là Diệp Quân, là một người bình thường. Khi Diệp Quân hiểu được điều này, đột nhiên trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng sức mạnh huyết mạch thần bí. Ngay khi sức mạnh huyết mạch thần bí đó xuất hiện, huyết mạch Phong Ma và huyết mạch Viêm Hoàng lập tức cảm thấy như đã gặp phải một kẻ thù đáng gờm. Tại một nơi xa nào đó, một người phụ nữ mặc váy trắng bỗng nhiên mở mắt ra, cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình đang biến hóa, người đó hơi giật mình. Sức mạnh huyết mạch ư? Sự khủng khiếp của nó khiến sắc mặt Diệp Quân đanh lại khi nhận ra. Bởi hắn chưa cảm nhận được sức mạnh nào lớn lao đến vậy. Huyết mạch Phong Ma chân chính đương nhiên không hề kém cạnh luồng huyết mạch, nhưng căn bản là do Diệp Quân không nhớ nổi cảm giác khi đã hoàn toàn Phong Ma mà thôi. Cảm nhận được sức mạnh huyết mạch hùng hậu trong cơ thể làm Diệp Quân hưng phấn hẳn lên, tự hỏi có khi nào là loại thứ ba sắp thức tỉnh không? Đúng lúc này, hàng loạt khí tức áp bách hùa tới từ chân trời khiến hắn phải quay lại nhìn. Rồi nheo mắt gọi, Thiên Thiên. Quỳnh. Khí tức khổng lồ ùa ra từ trong người hắn khiến thời không bốn phía sôi trào trông rất đáng sợ. Dung hợp. Diệp Quân vung kiếm xẻ đôi Tuế Nguyệt Trường Hà trước mắt rồi hóa thành kiếm quang biến mất. Trạng thái dung hợp cho phép sức mạnh hắn tăng lên nhiều lần, nhờ đó mà thời không Tuế Nguyệt lập tức bị thánh kiếm Hiên Viên đập nát. Diệp Quân gọi, tháp ra, giúp ta giấu khí tức. Tiểu tháp đáp, vô dụng thôi, đã có cường giả bí ẩn trong bọn họ để mắt đến ngươi rồi. Diệp Quân xa sầm mặt, không nói gì nữa mà không ngừng đi ngược chiều Tuế Nguyệt. Khí tức kia càng đuổi đến gần từ sau lưng, cứ tiếp tục thì việc bị bắt kịp chỉ còn là vấn đề thời gian. Bỗng thân hình hắn khẽ nhòe đi, đập vỡ thời không Tuế Nguyệt bên phải rồi hóa thành kiếm quang vọt vào kẽ hở ấy. Khi xuất hiện trong một vùng tinh không xa lạ, Diệp Quân nhìn bốn phía, đang định chạy trốn thì lại cảm nhận được luồng huyết mạch dâng trào trong cơ thể. Nó sắp thức tỉnh thật. Đúng lúc này thì gai gâu rồi đây, hắn âm u nghĩ. Chủ yếu là sợ ba loại huyết mạch cắn xé nhau. Bởi vì bây giờ đã có manh mối. Huyết mạch Phong Ma và Viêm Hoàng đang đối nghịch với luồng huyết mạch bí ẩn. Diệp Quân không dám chần chừ, xoay người biến mất ở cuối tinh không. Trên đường đi, hắn hỏi, tháp gia có biết về loại huyết mạch thứ ba đó không? Tiểu tháp trả lời, biết chút chút. Diệp Quân, vậy sao không nói ta biết? Tiểu tháp, người có hỏi đâu? Mặt Diệp Quân đen xì. Tiểu tháp lại nói, thật ra cái loại thứ ba này đặc biệt phết. Diệp Quân tò mò, nói thế là sao? Tiểu tháp, trước mắt chỉ có một người sở hữu nó. Diệp Quân, ai? Tiểu tháp, người ngầu nhất trên đời này. Diệp Quân, là ngươi hả? Tiểu tháp câm nín một hồi mới hỏi, người nịnh ta như vậy là lại đang có âm mưu gì hả? Diệp Quân nhếch mép, trong lòng tháp ra, ta xấu tính vậy sao? Tiểu tháp, người có ý kiến gì? Diệp Quân, bây giờ ta mà giao thủ với họ thì chắc chắn sẽ bị hội đồng, nên chỉ còn cách trốn trước, tìm cơ hội sau. Hắn biết rõ hoàn cảnh của mình bây giờ. Không thể đánh trực diện được. Chỉ có thể dùng mưu. Tiểu tháp, ta sẽ phối hợp với ngươi. Diệp Quân nhắm mắt lại, không kịp rồi. Vừa nói xong, thời không trước mặt hắn đã vỡ toang. Một người đàn ông trung niên chậm chậm bước ra. Ông ta mặc đồ trắng,
tay cầm trường thương đen tuyền, ánh mắt lãnh đạm. Diệp Quân im lặng quan sát. Đối thủ lần này không cho hắn cơ hội nào cả, đúng là ác thật. Hàng loạt khí tức hùng hậu cũng ập đến sau lưng hắn vào lúc này. Đi đầu là Đại Kiếm Đế Quân và hai cường giả với khí tức mạnh mẽ theo sát, đó chính là Nguyên Thiên Địa Tôn và Võ Tôn Đế Quân. Người đàn ông đứng chắn trước mặt Diệp Quân cũng là một vị đế quân có tên Bạch Tướng Địa Tôn. Tổng cộng 4 đế quân. Đại Kiếm Đế Quân thấy Diệp Quân thì nhíu mày nói, tất cả hãy cẩn thận nữ kiếm tu váy đen. Trước đó bà ta đã chứng kiến cảnh Diệp Quân làm mồi nhử cho nữ kiếm tu đánh lén, giết chết một đế quân bên phe họ. Các cường giả nghe lời cảnh báo thì lập tức trở nên phòng bị. Họ đã mất 2 đế quân và rất nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả, đương nhiên không dám xem thường Diệp Quân. Bằng không thì không chỉ là tự đại nữa, mà là ngu ngốc. Diệp Quân hỏi Đại Kiếm Đế Quân, tay đôi không? Bà ta cười khẩy, ngươi lại định bày trò gì? Diệp Quân nghiêm túc, chỉ đánh tay đôi thôi, không chiêu trò gì cả. Đại Kiếm Đế Quân, mọi người cẩn thận, hắn chắc chắn đang bày trò. Diệp Quân câm nín. Má, lâu lắm mới được một lần làm người chính trực nhưng đếch ai tin là thế nào? Các tuế nguyệt nghịch lưu giả khác sợ nữ kiếm tu bất thình lình xuất hiện nên ai nấy đều đề phòng vô cùng. Họ cực kỳ kiêng kỵ nàng ta. Đại Kiếm Đế Quân hỏi Diệp Quân, người dám cam đoan nàng ta sẽ không xuất hiện chứ? Diệp Quân chỉ đáp, nàng đã đi rồi. Đại Kiếm Đế Quân nhíu mày, người rốt cuộc đang bày trò gì? Diệp Quân cười, đi thật mà. Đại Kiếm Đế Quân, người tưởng ta sẽ tin ngươi. Diệp Quân im lặng một hồi, nói thật ra nàng ấy còn ở đây. Nghe vậy, các tuế nguyệt nghịch lưu giả biến sắc. Vội vàng thả thần thức ra quét. Đại Kiếm Đế Quân cũng bày ra vẻ phòng bị. Nếu hai bên đấu tay đôi thì bà ta không sợ, chỉ sợ nữ kiếm tu kia đánh lén. Ai bảo bà ta ngoài sáng, nàng ta trong tối làm chi? Thấy dáng vẻ bà ta như vậy, Diệp Quân lắc đầu cười, cảm thấy thế đạo này thật là vớ vẩn. Hắn không nói gì nữa mà hóa thành kiếm quang lao tới. Đánh luôn! Đại Kiếm Đế Quân thấy thế thì khẽ nhíu mày, lật nhẹ cổ tay, điều khiển thanh cự kiếm bổ xuống từ trên cao. Uỳnh! Kiếm quang vỡ nát dưới một chiêu này, đẩy Diệp Quân lùi lại mấy nghìn trượng, nhưng một khắc sau hắn đã lại hóa thành kiếm quang vọt tới. Đại Kiếm Đế Quân nheo mắt, các ngươi canh chừng nữ kiếm tu kia cho ta. Rồi bà ta bước tới, vung kiếm chém Diệp Quân, kiếm thế hùng hậu ùa ra như thiên quân vạn mã lao đến khiến cho người khác không thở nổi. Nhưng Diệp Quân không hề sợ hãi, trực diện nghênh chiến. Thân hình hắn lại nhòe đi, trăm nghìn thanh kiếm bay ra. Chồng chéo thời không. 2 lần. Kiếm quang bùng nổ giữa tinh không, hóa thành từng tia kiếm khí bắn lung tung khắp 4 phía khiến những người khác phải cuống quýt thối lui. Đại Kiếm Đế Quân cũng phải lùi bước lại tầm vài nghìn trượng, còn Diệp Quân thì phải lùi tận 10.000. Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe môi hắn. Cả cánh tay tê liệt hoàn toàn. Sức mạnh của nữ kiếm tu này kinh khủng thật. Đại Kiếm Đế Quân cũng không khỏi khiếp sợ trong lòng khi thấy sức mạnh của Diệp Quân đã tăng lên so với trước đó rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục thì ai có thể đụng vào hắn? Sát ý dâng lên trong mắt nữ kiếm tu, bà ta quyết định không thể cho thanh niên này cơ hội. Chợt Diệp Quân biến mất, ánh mắt nữ kiếm tu lạnh đi, sách trọng kiếm lao tới, ầm ầm bổ xuống. Một đường kiếm mang theo sức mạnh kiếm đạo thuần túy. Kiếm vừa bổ xuống, kiếm thế hùng hậu đã quét sạch đến tận mấy triệu trượng xung quanh, khiến cho tinh không vỡ vụn từng chút một. Huỵch! Diệp Quân cũng bị chém bay đi cả mấy vạn trượng. Nữ kiếm tu không đợi hắn dừng lại mà bước tới, lại vung cự kiếm lên đập xuống. Diệp Quân nheo mắt, bất chấp thương tích mà vung kiếm liên tục. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm 4 lần liên tiếp. Huỵch! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàng loạt tiếng kiếm minh chồng lên nhau, kiếm quang bùng nổ lan tràn như biển, nhấn chìm hai bên đối thủ. Nhưng một giây sau, nó đã vỡ nát khi một trong hai người lui lại. Là Diệp Quân. Hắn bị đẩy lùi cả vạn trượng, vừa dừng lại đã thấy nữ kiếm tu kia hung ác nhào tới với thanh kiếm trong tay. Thế công của bà ta dữ dội vô cùng, mỗi một lần vung kiếm đều mang theo sức mạnh chém vỡ đất trời. Diệp Quân chỉ vừa giao thủ đã bị áp chế. Nhưng hắn không sợ, cứ mỗi lần lui là lại tiến lên đánh tiếp.
Không đầy nửa khắc, hai người đã giao thủ cả trăm hiệp. Diệp Quân không ngừng bị đánh cho chạy trối chết. Nhưng có người phát hiện điều bất thường. Sức mạnh của hắn đang ngày càng tăng lên. Nữ kiếm tu cũng nhận ra điều này, sau khi chém bay hắn thì không tiếp tục đuổi theo nữa mà lại nói, trong người ngươi có một sức mạnh rất lớn. Bà ta từng thấy sức mạnh huyết mạch của hắn, biết hắn có hai loại rất kinh khủng, nhưng lần này lại có một cảm giác khác với chúng. Còn loại thứ ba nữa à? Nữ kiếm tu nhíu mày thật chặt, ngươi là thứ quỷ gì mà có lắm huyết mạch thế? Bình thường thì có một loại đặc biệt đã là nghịch thiên. Vậy mà tên này có cả ba, mà đều là hạng ghê gớm. Đúng là quá đáng. Ở nơi xa, Diệp Quân nhắm mắt lại, thân thể khẽ run. Hắn cảm nhận được huyết mạch thứ ba đang ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là sau khi đại chiến với nữ kiếm tu. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Thiếu chiến đấu. Hắn nhìn đối thủ ở phương xa, sau đó hóa thành kiếm quang bay tới. Sát ý dâng lên trong mắt, nữ kiếm tu bước tới, vung kiếm đập xuống. Dồn mọi sức lực. Một luồng sức mạnh khổng lồ nện xuống khiến thời không vỡ nát. Rầm. Kiếm quang vỡ, Diệp Quân bị đánh bay đi mấy vạn trượng. Nữ kiếm tu không muốn cho hắn thêm cơ hội bèn vào tới, nhưng khi bà ta vừa tiếp cận, khí tức huyết mạch hùng hậu đã bùng nổ từ trong người Diệp Quân. Nó đẩy bà ta lui lại vạn trượng. Uy áp huyết mạch bùng nổ, đẩy cường giả bốn phía lui lại. Chợt có người run rẩy nói, đây là huyết mạch phàm nhân trong truyền thuyết. Ai nấy đều hóa đá. Huyết mạch phàm nhân. Bốn chữ này khiến đồng tử nữ kiếm tu co lại trong sợ hãi. Các đế quân còn lại cũng biến sắc đầy khó tin. Huyết mạch phàm nhân là gì? Tức dùng thân phàm nhân, nghịch thiên cải mệnh, bước qua đại đạo. Trong tuế nguyệt minh mông chỉ mới có tông chủ của quá khứ tông vượt qua được đại đạo, nhưng bà ấy không dùng thân phàm nhân, cũng không có huyết mạch phàm nhân. Bởi vì nó là một thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phàm nhân là gì? Là người bình thường, không có thân phận lẫn gia cảnh, dùng thân thể bình phàm để nghịch thiên, vượt qua đại đạo. Tương ứng với những người gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở dưới thế tục. Họ không có gia thế hiển hách hay được chính phủ chống lưng, cuối cùng lại đi trái mệnh trời, trở thành người đứng đầu một nước. Xét ở thế giới tu luyện, đó là những người vô cùng bình phàm, đi trái mệnh trời, vượt qua hết thảy. Đó chính là huyết mạch chỉ có ở trong truyền thuyết. Giờ phút này lại xuất hiện trước mắt họ. Khí tức huyết mạch đang tản ra từ Diệp Quân mang màu vàng nhạt, chỉ được đề cập đến trong truyền thuyết. Đó chính là máu phàm nhân. Các cường giả có mặt đều rơi vào hoang mang. Nữ kiếm tu quắc mắt, sao lại thế được? Mẹ nó, chỗ chống lưng của tên này đông như kiến cỏ, thế quái nào lại có huyết mạch phàm nhân? Sắc mặt những người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Chống lưng nhiều thế này mà còn là phàm nhân. Vũ trụ đang đùa đấy à? Bên kia, Diệp Quân siết chặt nắm tay. Khí tức huyết mạch dâng trào trong cơ thể, mang theo sức mạnh áp chế được cả phong ma, nhưng nó nhanh chóng phản kháng lại, thế là hai bên lao vào đánh nhau. Làm Diệp Quân cảm thấy như huyết quản mình đang nổ tung. Hắn hốt hoảng thét lên, dừng lại hết cho tao. Cứ tiếp tục thì hắn sớm muộn gì cũng nổ tung. Nhưng hai loại huyết mạch kia không thèm nghe lời, tiếp tục cắn xé lấy nhau. Chúng nó đánh nhau thì vui, nhưng thân là chủ cơ thể thì Diệp Quân cảm thấy như mình sắp nổ. Mạch máu trên người hắn lồi lên như có run bò bên trong. Nữ kiếm tu và những người khác nhíu mày, không biết tên này đang bày trò gì. Nguyên Thiên Đế Tôn bỗng la lên, hắn không khống chế được ba loại huyết mạch. Lời này khiến sắc mặt những người khác trở nên kỳ lạ. Không khống chế được, tức là sắp bị ba loại huyết mạch này úp sọt à. Nữ kiếm tu phán, đáng kiếp. Mọi người, thù này hơi bị cá nhân rồi đấy. Bên kia, hai luồng sức mạnh huyết mạch hùng hậu không ngừng ùa ra từ cơ thể Diệp Quân. Chúng nó đánh nhau dồn dập làm hắn đau muốn chết đi sống lại, nếu không phải đang trong trạng thái dung hợp cùng Ngao Thiên Thiên thì đã lăn ra chết rồi. Bởi vì thân xác hiện tại của hắn không chịu nổi cả hai. Nhưng cho dù có Ngao Thiên Thiên, thân xác và thần hồn vẫn đau đớn khôn nguôi dưới sự tranh chấp của hai loại sức mạnh vượt quá giới hạn chứa đựng của chúng. Vượt xa quá nhiều. Biết rằng hai loại huyết mạch kia không muốn tha cho nhau, sắc mặt Diệp Quân đanh lại, hai tay siết chặt. Quỳnh!
thân xác hắn bốc cháy. Bà mẹ chúng mày, muốn chơi thì tao đốt cái thân này cho chúng bây chơi luôn. Hai loại huyết mạch thấy hắn làm vậy thì thoáng khựng lại, nhưng không được bao lâu lại tiếp tục đánh nhau. Đánh như kẻ thù không đội trời chung. Làm Diệp Quân cạn khô cả lời. Bọn nó thật sự muốn lấy mạng đổi mạng đấy. Hắn không biết làm sao, bèn liếc nhìn nữ kiếm tu rồi hóa thành kiếm quang biến mất. Xoẹt! Ánh sáng lóe lên. Hắn chỉ có thể lựa chọn chiến đấu để tìm cách phát tiết sức mạnh huyết mạch này. Nữ kiếm tu nheo mắt, bước chân tới, vung kiếm đập xuống. Nhát kiếm mang theo uy thế ngút ngàn như có thể chém trời. Hai người lại lao vào nhau. Ầm! Kiếm quang bất ngờ bùng nổ, đẩy lùi cả hai bên. Lần này, nữ kiếm tu lui lại chừng vạn trượng. Diệp Quân cũng như vậy. Hai bên ngang hàng. Cảnh tượng này khiến các cường giả khác tái mặt. Không ngờ lại đánh ngang nhau rồi. Sức mạnh của Diệp Quân bây giờ lại không thua kém gì đại kiếm đế quân ư. Cả bọn trố mắt nhìn nhau đầy sợ hãi. Nữ kiếm tu nheo mắt nhìn xuống cánh tay tê dần của mình rồi lại nhìn Diệp Quân, trong lòng hoảng hốt vô cùng trước tốc độ gia tăng sức mạnh của hắn. Diệp Quân thì lại vô cùng phấn khích khi nhận ra hắn có thể phát tiết sức mạnh của hai loại huyết mạch bằng cách chiến đấu. Khi không có ngoại địch, chúng nó sẽ đánh nhau. Nhưng nếu có kẻ gây rối khác, chúng nó sẽ hợp tác chống lại. Cảm nhận được hai loại huyết mạch lại bắt đầu gầm gừ nhau, Diệp Quân ngẩng đầu lên rồi lại hóa thành kiếm quang đánh về phía nữ kiếm tu. Khí tức quanh người hắn giờ phút này mạnh hơn trước đó rất nhiều, khí thế trong đường kiếm đã chẳng thua kém gì một đế quân. Thấy ba người nguyên thiên đế quân toan ra tay, nữ kiếm tu la lên, để ta. Nói rồi bước tới vung kiếm chém. Ầm. Đường kiếm bổ ra một cơn cuồng phong dữ dội. Bà ta cũng đang đánh hết mình. Để giết được thanh niên này. Hai thanh kiếm va chạm nhau. Ầm. Càng đánh càng hăng. Kiếm quang bùng nổ, sóng xung kích đẩy hai người bay đi xa. Nữ kiếm tu bất ngờ vung kiếm, ném về phía Diệp Quân. Xoẹt. Nó phá tan thời không, ầm ầm lao tới như chớp giật. Diệp Quân không ngừng tung ra hàng loạt tia kiếm quang chồng chéo để ngăn nó lại. Nhưng cự kiếm chém vỡ thác kiếm quang, làm Diệp Quân phải lùi lại. Nữ kiếm tu bất ngờ xuất hiện trước mặt, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm rồi nhảy lên ngay phía trên Diệp Quân, bổ nó xuống. Rầm! Tầng tầng lớp lớp thời không vỡ nát, thế giới cũng trở nên mờ nhạt. Ngay cả thế giới cũng không chịu nổi sức mạnh trong nhát chém này. Diệp Quân ngẩng đầu lên. Thấy đường kiếm lao tới thì đồng tử co rụt lại. Sức mạnh ẩn chứa trong đó làm hắn ngửi được mùi của cái chết. Thân hình hắn nhòe đi. Ngàn vạn kiếm quang tập trung lại trước mặt hắn, hội tụ thành một thanh kiếm. Thời không chồng chéo. Hắn thi triển hai lần liên tục, nhờ có hai loại huyết mạch mà sức mạnh cũng tăng lên nhiều lần. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai vang khắp thế giới. Sóng xung kích lan xa đến cả triệu trượng, bắt đầu phá hủy thế giới. Bản thân Diệp Quân bị sức mạnh đáng sợ kia ấn cho nằm dạp xuống đất, nữ kiếm tu cũng lùi lại mấy vạn trượng. Những người khác vội vàng phòng thủ trước sức mạnh còn sót lại, cảm thấy hoảng sợ không thôi. Họ nhìn xuống cái hố sâu hóm dưới đất, thấy một tia kiếm quang bất thình lình bay vọt lên về phía nữ kiếm tu. Bà ta nheo mắt đầy âm hiểm, không nói không rằng lại vung kiếm lao xuống. Ầm ầm ầm, hàng loạt tiếng nổ đinh tai vang lên. Hai người họ đánh từ trên cao xuống dưới đất, từ dưới đất đánh lại lên tinh không, vào cả tuế nguyệt trường hà. Lần này Diệp Quân không còn bị chèn ép nữa mà hoàn toàn ngang tay với nữ kiếm tu. Bên kia, Nguyên Thiên Đế Quân nhìn trận đại chiến, nhíu mày đứng lên, tên này không chỉ có ba loại huyết mạch, mấy món chí bảo mà còn dung hợp được với long tộc. Ý của ông ta là sức mạnh Diệp Quân cao cường đến vậy đều là nhờ huyết mạch và chí bảo. Võ Tôn Đế Quân bên cạnh lãnh đạm nói, tuổi tác. Nguyên Thiên Đế Quân im lặng. Tuổi tác? Diệp Quân hiện bao nhiêu tuổi? Chỉ mới 20. Võ Tôn Đế Quân nhìn về nơi xa, không hổ là người được chân thần chọn chúng. Nếu cho hắn thêm trăm năm, có lẽ hắn thật sự có thể vượt qua đại đạo, thành lập một trật tự mới áp đảo ác đạo. Nguyên Thiên Đế Quân nheo đôi mắt mang sát ý lại. Áp chế ác đạo sao? Trật tự của chủ nhân bút đại đạo là gì? Là bảo vệ thiện đạo, biến toàn bộ cường giả cấp cao thành phế vật, là thứ không thể tha thứ nhất vũ trụ này.
Bọn ta cực khổ tu luyện, mắc gì phải tuân theo trật tự của ngươi. Về phần hủy diệt vũ trụ, bọn họ sẽ không làm vậy. Thế giới không có trật tự mới là tốt nhất. Đây cũng là lý do họ đi theo tông chủ quá khứ tông. Cường giả tuyệt thế như họ không muốn có trật tự hay gông xiềng. Chợt Bạch Tương Đế Quân lên tiếng, thanh niên kia càng đánh càng mạnh. Hai người kia ngẩng đầu lên nhìn rồi cau mày. Đúng vậy, Diệp Quân đang ngày càng mạnh lên. Bạch Tương Đế Quân là do sức mạnh huyết mạch. Khí tức huyết mạch quanh người hắn đang dâng cao. Bỗng một luồng kiếm khí hùng hậu bùng nổ từ nơi xa đẩy họ lùi lại. Không biết bao nhiêu xa mới dừng được. Nữ kiếm tu nắm chặt cự kiếm trong tay, mắt nhìn Diệp Quân không chớp. Tóc tai bà ta có phần hỗn loạn, sắc mặt dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức cuồn cuộn. Bên kia, Diệp Quân cầm Hiên Viên, quanh thân là khí tức sức mạnh huyết mạch và kiếm đạo. Khí tức từ sức mạnh huyết mạch như nước thủy triều không ngừng tràn ra. Hắn nhìn đối thủ với ánh mắt tràn ngập chiến ý, càng đánh càng hăng. Đánh thật là đã. Diệp Quân cười to, tiếp. Nói xong, hắn hóa thành kiếm quang biến mất. Sau đó là kiếm quang bổ xuống từ trên đỉnh đầu nữ kiếm tu. Bà ta nhấc tay vung kiếm. Kiếm quang nổ tung, Diệp Quân bị đánh bay, nữ kiếm tu cũng lùi lại. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Một cái bóng mờ lặng im xuất hiện sau lưng Diệp Quân, đâm con dao găm trong tay vào lưng hắn. Phập! Cho dù có giáp long thần bảo vệ cũng không ngăn được con dao thọc vào da thịt. Làm càn! Một tiếng la giận dữ vang lên, sau đó là khí tức khủng khiếp ập thẳng đến cái bóng. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Vì người ra tay không phải ai khác mà chính là vị đại kiếm đế quân kia. Tốc độ của đại kiếm đế quân rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã lao tới trước mặt bóng đen, sau đó chém một kiếm tới. Trong nháy mắt, bóng đen kia đã bị chém bay mấy chục nghìn trượng. Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ. Đại kiếm đế quân nhìn chằm chằm người áo đen phía xa, sắc mặt như một tảng băng chục nghìn năm, trong con ngươi tràn đầy sát khí và lệ khí, ai cho ngươi đánh lén? Hả? Người áo đa kia trầm giọng đáp, đại kiếm đế quân, mục đích của chúng ta là giết hắn mà. Đại kiếm đế quân cầm thanh kiếm khổng lồ đi về phía người áo đen, trong con ngươi bà ta là sát khí không thể nào che giấu, ta nói là ta đấu tay đôi với hắn. Người áo đen còn định nói gì đó. Đại kiếm đế quân đột nhiên xông về phía trước, chém thanh kiếm khổng lồ về phía trước. Người áo đen hoảng hốt nâng tay lên, vô số ánh sáng đen dâng trào từ trong cơ thể hắn ta. Oanh! Khi thanh kiếm khổng lồ này chém xuống, ánh sáng đen xung quanh người áo đen ầm ầm vỡ tan, sau đó, hắn ta thoáng chốc bị đẩy lùi cả chục nghìn trượng, hắn ta vừa dừng lại, đại kiếm đế quân đã cầm kiếm tấn công một lần nữa. Sau khi đại kiếm đế quân chém xuống một kiếm, người áo đen kia lập tức nổ tung, thần hồn tan biến. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người xung quanh đều lộ vẻ kiêng dè. Đại kiếm đế quân này nghiêm túc rồi. Sau khi chém chết người áo đen kia bằng một kiếm, đại kiếm đế quân đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, ta đấu tay đôi với tên này, nếu ai còn nhúng tay vào thì chính là kẻ thù của ta giết chết người đó. Dứt lời. Bà ta xoay người nhìn về phía Diệp Quân bên cạnh, ta cho ngươi thời gian nửa canh giờ để chữa thương. Diệp Quân nhìn thoáng qua đại kiếm đế quân, hắn cũng không khách sáo mà lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu linh nguyên, sau đó để cây thần tự nhiên giúp mình hồi phục thân thể. Đại kiếm đế quân cầm thanh kiếm khổng lồ trong tay đứng đối diện Diệp Quân, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Mọi người xung quanh im lặng. Thật ra bọn họ đều không tán thành hành động của đại kiếm đế quân cho lắm. Vì mục đích của bọn họ lần này là giết Diệp Quân, chứ không phải đấu tay đôi với hắn, đặc biệt là bây giờ, đại kiếm đế quân này muốn giết Diệp Quân cũng khá là khó khăn. Nhưng lúc này cũng không ai dám gây chuyện với đại kiếm đế quân nữa. Dù sao bà ta cũng rất mạnh. Mấy vị đế quân còn lại cũng sẽ không xích mích với bà ta vì chuyện này, vì Diệp Quân ở đây, dù đại kiếm đế quân không thể giết hắn thì hắn cũng không trốn thoát được. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua. Diệp Quân chậm rãi đứng lên, hắn nhắm mắt lại, huyết mạch phong ma và sức mạnh huyết mạch bí ẩn trong cơ thể vẫn tồn tại, còn ngày càng mạnh hơn. Nhưng hắn không hoàn toàn phong ma, lúc đối diện với huyết mạch bí ẩn kia, huyết mạch phong ma vẫn nằm ở thế yếu. Còn huyết mạch bí ẩn kia thì lại ngày càng mạnh hơn.
Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn không trấn áp, cũng không thể trấn áp, chỉ có thể chiến đấu để chút ra hai loại sức mạnh huyết mạch này thôi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía Đại Kiếm Đế Quân phía xa, lúc này, Đại Kiếm Đế Quân cũng đang nhìn hắn. Hai người đều không nói nhảm lấy một câu, đồng thời biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ong! Ong! Hai tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng trong thiên địa, sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc như tia chớp nổ vang, vô số cơn sóng xung kích thoáng chốc lan ra mấy triệu trượng, tất cả cao thủ xung quanh đồng loạt bị đẩy lui. Diệp Quân và Đại Kiếm Đế Quân kia đồng thời lùi lại gần 10.000 trượng, hắn còn chưa dừng lại đã đột nhiên ngẩng đầu, một thanh kiếm khổng lồ chém mạnh về phía hắn từ trên đỉnh đầu. Thân thể Diệp Quân thoáng chốc trở nên hư ảo. Thời không chồng chéo hai lần. Trong nháy mắt, nghìn vạn thanh kiếm bay ra từ thời không trước mặt hắn, sau đó thoáng chốc hội tụ thành một thanh kiếm. Đối đầu trực diện. Một vùng kiếm quang vỡ tan. Diệp Quân và Đại Kiếm Đế Quân đồng thời lùi lại. Trong lúc hai người lùi lại, kiếm thế hai người bắn ra nhất thời như lưỡi dao sắc bén, khiến thời không xung quanh vỡ tan, cực kỳ đáng sợ. Mọi người xung quanh cũng không dám tiếp cận kiếm thế của hai người. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn về phía cánh tay phải của mình, toàn bộ cánh tay phải của hắn đều đã mất cảm giác. Sức mạnh quá đáng sợ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Đại Kiếm Đế Quân ở phía xa, kiếm của người phụ nữ này rất kinh khủng, mỗi chiêu kiếm đều có sức mạnh khai thiên lập địa, thật sự rất đáng sợ. Nếu không nhờ hắn có sức mạnh và năng lực phòng ngự của Ngao Thiên Thiên gia trì, thì đối mặt với người phụ nữ này, hắn gần như không có khả năng chiến thắng. Dù có hai loại huyết mạch cũng không thể, vì thân thể của hắn gần như không chịu nổi sát thương từ người phụ nữ này. Đại Kiếm Đế Quân ở phía xa nhìn Diệp Quân trước mắt, trong lòng cũng rất ngạc nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn mà thực lực của Diệp Quân đã tăng lên một cách đáng sợ như thế. Bà ta không thể không cảm thán, đầu thai đúng là một việc làm cần kỹ năng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Quân không hề nhiều lời mà lập tức biến mất. Vụt! Một tia kiếm quang lóe lên. Ánh mắt của Đại Kiếm Đế Quân phía xa trở nên cứng đờ, bà ta không nhiều lời mà tiến lên một bước. Hai tay cầm kiếm chém về phía trước. Oanh! Kiếm thế ngút trời tựa như nước lũ. Diệp Quân lập tức bị đánh bay, vào khoảnh khắc Diệp Quân bay đi, Đại Kiếm Đế Quân đột nhiên xông về phía trước, lao đến chỗ Diệp Quân một lần nữa. Đại Kiếm Đế Quân vung nhanh thanh kiếm khổng lồ, chiêu kiếm như mưa bão kéo đến, hoàn toàn không cho Diệp Quân cơ hội thở dốc. Đối mặt với chiêu kiếm dữ dội của Đại Kiếm Đế Quân, Diệp Quân cũng vô cùng áp lực. Vì sức mạnh của người phụ nữ này thật sự rất kinh khủng, mà khi bà ta điên cuồng tấn công, dù hắn có Ngao Thiên Thiên giúp đỡ cũng cảm thấy hơi không chịu được. Nhưng hắn phát hiện lúc chiến đấu, sức mạnh huyết mạch kia trong người hắn tăng lên rất nhanh. Hơn nữa sức mạnh kia còn rất kỳ diệu, giống như đang thay đổi cơ thể của hắn vậy. Nhưng vì chiến đấu nên hắn hoàn toàn không kịp cảm nhận tỉ mỉ, nhưng hắn có một cảm giác là sắp đột phá. Diệp Quân và Đại Kiếm Đế Quân chiến đấu ngày càng dữ dội, trận chiến của hai người đã đánh vỡ thời không thế giới xung quanh. Lúc này, Đại Kiếm Đế Quân như phát điên, tay cầm thanh kiếm khổng lồ điên cuồng đánh về phía Diệp Quân, kiếm thế và sức mạnh cường đại mỗi lần đều có thể khiến Diệp Quân chấn động đến mức lui lại mấy vạn trượng. Lúc này, đối mặt với Đại Kiếm Đế Quân, Diệp Quân như thuyền nhỏ trong biển lớn, có vẻ rất nhỏ bé. Nhưng hắn cũng rất bướng bỉnh. Dù bị áp chế, rơi vào thế yếu, nhưng sức mạnh của hắn lại ngày càng kinh khủng. Nguyên Thiên Đế Tôn ở một hướng khác nhìn hai người, nhíu mày, cuối cùng tình hình cuộc chiến cũng thay đổi rồi. Nét mặt của Võ Tôn ở bên cạnh ông ta cũng hơi nặng nề. Dù lúc này Đại Kiếm Đế Quân đang điên cuồng áp chế Diệp Quân, nhưng kiếm thế của bà ta đã đạt tới cấp bậc cao nhất, trừ khi bà ta có thể đột phá, nếu không kiếm thế trước mắt đã là giới hạn của bà ta rồi. Mà bà ta có thể đột phá ư? Rõ ràng là rất khó. Dù sao cao thủ như Đại Kiếm Đế Quân muốn trở nên mạnh hơn cũng giống như cây tre chăm đốt muốn dài hơn vậy, rất khó khăn. Mà một khi bà ta không thể đột phá, thì sau đó tình hình trận chiến sẽ có thay đổi, vì sức mạnh của Diệp Quân đang dần bùng nổ. Lúc này, Võ Tôn chợt cất lời, ra tay không? Nếu bây giờ ba người họ ra tay thì có cơ hội rất lớn để giết chết Diệp Quân. Nguyên Thiên Đế Tôn im lặng một lúc rồi lắc đầu, đợi một lát đã,
dù sao lúc này Diệp Quân kia cũng không trốn thoát được. Ra tay vào lúc này rõ ràng là muốn trở thành kẻ thù không đội trời chung với Đại Kiếm Đế Quân, nếu Đại Kiếm Đế Quân chỉ có một mình thì cũng không cần quá lo lắng, nhưng bà ta không chỉ có một mình, sau lưng bà ta còn có một thế lực lớn mạnh nữa. Trở thành kẻ thù dưới tình huống như thế quá không đáng, nghe thấy lời của Nguyên Thiên Đế Quân, Võ Tôn Đế Quân gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Lúc này, bọn họ cũng không muốn trở thành kẻ thù không đội trời chung với Đại Kiếm Đế Quân. Lúc này, phía xa đột nhiên bộc phát một luồng kiếm quang đáng sợ, sau khi kiếm quang này bộc phát, Diệp Quân bị chém lui mấy chục nghìn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng của hắn có một dòng máu tươi chảy ra. Đại Kiếm Đế Quân đột nhiên tung người nhảy lên xông tới trước mặt hắn, sau đó, một thanh kiếm khổng lồ chém về phía đầu hắn. Diệp Quân híp mắt, lập tức rút kiếm chém liên tục. Ầm, kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân lui nhanh một lần nữa, nhưng lần này, hắn chỉ lùi lại mấy nghìn trượng. Thấy cảnh này, mấy người nhóm Nguyên Thiên Đế Tôn phía xa nhất thời trở nên tối tăm, vì kiếm thế của Đại Kiếm Đế Quân bắt đầu yếu đi. Tình thế sắp đảo ngược rồi. Đúng như dự đoán, Diệp Quân vừa dừng lại ở xa đột nhiên xông về phía trước, biến thành một tia kiếm quang chém mạnh đến chỗ Đại Kiếm Đế Quân. Ầm, kiếm của hai người vừa va vào nhau, cả hai đã liên tục lùi lại. Mà Đại Kiếm Đế Quân vẫn chưa dừng lại, Diệp Quân đã xông về phía bà ta một lần nữa, kiếm quang lóe lên, sau đó, Đại Kiếm Đế Quân lập tức bị chém bay cả nghìn trượng. Thấy cảnh này, mấy người nhóm Nguyên Thiên lập tức xa sầm mặt. Đại Kiếm Đế Quân bắt đầu yếu thế rồi. Còn kiếm thế của Diệp Quân lại bắt đầu đảo ngược. Tình hình sắp hoàn toàn thay đổi. Quả nhiên Diệp Quân bắt đầu tấn công Đại Kiếm Đế Quân như nổi điên, mà dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Quân, Đại Kiếm Đế Quân bắt đầu không ngừng lùi lại. Sắc mặt bà ta tái nhợt, đối mặt với kiếm của Diệp Quân, thanh kiếm khổng lồ trong tay bà ta không có ác liệt bá đạo như trước đây nữa, chỉ có thể phòng thủ bị động. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo và ý chí chiến đấu của Đại Kiếm Đế Quân vẫn không hề suy giảm. Cứ thế, thế tấn công của Diệp Quân kéo dài khoảng nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, Đại Kiếm Đế Quân liên tục lùi lại, đã lùi mấy trăm nghìn trượng, bà ta chỉ có thể phòng thủ bị động. Còn kiếm thế của Diệp Quân đã mạnh hơn trước đây không chỉ gấp mấy lần. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy người nhóm Nguyên Thiên Đế Tôn đều trở nên vô cùng khó coi. Diệp Quân này là một yêu nghiệt kiểu chiến đấu. Thế nào là yêu nghiệt kiểu chiến đấu? Đương nhiên là càng đánh càng mạnh rồi. Thiên tài thế này, thường luôn rất đáng sợ. Vì nếu ngươi không lấy mạng hắn bằng một đòn, hắn sẽ mang đến cho ngươi một sự bất ngờ. Không đúng. Lúc này, Bạch Tướng Đế Quân vẫn luôn im lặng bên cạnh chợt cất lời. Nghe thấy lời của Bạch Tướng Đế Tôn, hai người nhóm Nguyên Thiên Đế Tôn vội vàng nhìn Diệp Quân và Đại Kiếm Đế Quân ở phía xa. Lúc này dù Đại Kiếm Đế Quân vẫn bị áp chế, nhưng kiếm thế của bà ta lại có thay đổi. Kiếm thế của bà ta cũng không còn dữ dội như trước đây nữa, trở thành mềm mại như nước. Bạch Tướng Đế Tôn nhìn chằm chằm Đại Kiếm Đế Quân, bà ta sắp đột phá rồi. Đột phá? Nghe thấy lời này, hai người nhóm Nguyên Thiên Đế Tôn nhất thời hít sâu một hơi. Bây giờ Đại Kiếm Đế Quân đã là đế quân, còn đột phá nữa. Oanh! Lúc này, trong cơ thể Đại Kiếm Đế Quân ở phía xa chợt bộc phát ra một luồng kiếm thế hoàn toàn mới. Đột phá! Xong rồi! Giọng nói của Tiểu Tháp chợt vang lên. Tiểu chủ, hay là chúng ta gọi người đi. Nếu ngươi sợ làm trái với bản tâm cũng không sao, để ta gọi, không phải khoác lác đâu, dù là ngũ kiếm cũng phải nể mặt Tiểu Tháp ta một chút đấy. Diệp Quân không để ý tới Tiểu Tháp, hắn hóa thành một luồng kiếm quang rồi biến mất tại chỗ. Phập, một âm thanh xé toạc sắc nét bỗng nhiên vang lên. Sau khi Diệp Quân biến mất, sắc mặt nhóm Nguyên Thiên Đế Tôn đều biến sắc, bởi vì bọn họ cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ. Sức mạnh của nhát kiếm này mạnh hơn gấp nhiều lần so với vừa rồi. Mọi người đều bị sốc. Ba lần thời không chồng chéo liên tiếp. Đây là cực hạn mà Diệp Quân có thể làm được hiện tại. Cực hạn của hắn và Ngao Thiên Thiên. Khi nhát kiếm này chém ra, nét mặt tất cả mọi người đang có mặt đều thay đổi. Lúc này Đại Kiếm Đế Quân chuẩn bị đột phá, không thể đỡ nổi nhát kiếm này. Mà nhóm Nguyên Thiên Đế Tôn cũng không thể giúp được gì. Xa xa, Đại Kiếm Đế Quân chuẩn bị đột phá ngẩng đầu nhìn kiếm của Diệp Quân phóng tới,
con người co rút lại thành đầu mũi kim, sau đó sắc mặt bà ta tái nhợt. Bà ta biết là mình không thể đỡ được nhát kiếm này. Nếu bà ta có thể đột phá thì đỡ nhát kiếm này không thành vấn đề. Nhưng giờ khắc này, bà ta vẫn chưa thực sự đột phá, một kiếm này đủ để giết chết bà ta. Hiển nhiên Diệp Quân không muốn cho bà ta đột phá. Chỉ cần cho bà ta hơn 10 giây là bà ta có thể nghịch thiên cải mệnh, đạt tới một tầm cao mới, tiếc là Diệp Quân sẽ không cho bà ta cơ hội này. Tuy rằng chắc chắn phải chết, nhưng Đại Kiếm Đế Quân vẫn không lựa chọn ngồi yên chờ chết, bà ta xoay cổ tay, cầm cự kiếm định lao về phía Diệp Quân, nhưng lúc này Diệp Quân đột nhiên dừng lại, quay người lại vung một kiếm về phía chân trời xa. Nhát kiếm này vừa bay ra, tinh vực mấy trăm vạn trượng phía xa bỗng chốc sụp đổ thành cát bụi. Tất cả mọi người đều choáng váng. Thế này là thế nào? Mấy người phía Nguyên Thiên Đế Tôn nhíu mày, trong mắt cũng đầy vẻ nghi ngờ. Diệp Quân đang làm gì vậy? Đại Kiếm Đế Quân ở trước mặt Diệp Quân cũng rất thắc mắc. Diệp Quân cầm kiếm nhìn Đại Kiếm Đế Quân, lúc này sắc mặt hắn cũng tái nhợt như tờ giấy. Nhát kiếm vừa rồi thật sự đã tới cực hạn của hắn. Giờ phút này hắn vô cùng yếu, sức lực toàn thân như bị rút cạn. Đại Kiếm Đế Quân nhìn hắn chằm chằm, ngươi làm gì vậy? Diệp Quân lau vết máu bên khóe miệng, bà đột phá. Sắc mặt Đại Kiếm Đế Quân trở nên hung tợn, ngươi đang sỉ nhục ta đấy à? Kiếm thế ngút ngàn thoáng chốc bao phủ lấy Diệp Quân. Vẻ mặt Diệp Quân bình tĩnh, vừa nãy ta bị đánh lén, bà cứu ta một lần, bây giờ ta trả lại bà một lần, chúng ta không ai nợ ai. Đại Kiếm Đế Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân yếu ớt đến nỗi đứng cũng chẳng vững, liên tiếp chiến đấu, lại thêm nhát kiếm cực hạn vừa rồi, bây giờ hắn thật sự không còn một chút sức nào. Bất kỳ ai tới cũng có thể giết được hắn. Đại Kiếm Đế Quân nhìn Diệp Quân một hồi lâu, ngươi có biết là ngươi không giết ta, một khi ta đột phá thì ngươi sẽ không còn là đối thủ của ta nữa không? Diệp Quân gật đầu, biết. Đại Kiếm Đế Quân cau mày, vậy sao ngươi còn từ bỏ nhát kiếm vừa rồi? Diệp Quân hời hợt nhìn bà ta nói rồi, vừa nãy ta bị đánh lén, bà cứu ta một lần, bây giờ ta trả lại bà một lần. Đại Kiếm Đế Quân nhíu mày, chỉ vậy thôi. Diệp Quân chau mày, nếu không thì sao? Đại Kiếm Đế Quân lại nói, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung đấy. Diệp Quân khẽ lắc đầu, đúng là chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ta không cảm thấy bà sai. Đại Kiếm Đế Quân hơi nheo mắt, ngươi có ý gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta và các bà không thể nói là ai đúng ai sai, chỉ có thể nói là tín ngưỡng của chúng ta khác nhau, theo đuổi mục đích khác nhau, vậy thôi. Đại Kiếm Đế Quân hơi ngẩn người, bà ta nhìn Diệp Quân, trong mắt có thêm vẻ phức tạp. Mà ở một bên, khi nhóm Tuế Nguyệt nghịch lưu giả nghe thấy lời này của Diệp Quân thì đều hơi bất ngờ. Không có đúng sai, chỉ là tín ngưỡng của mọi người khác nhau mà thôi. Nguyên Thiên Đế Tôn nhìn Diệp Quân với vẻ mặt phức tạp, người này, có thể coi là người xuất chúng, khó trách lại được chân thần vô địch kia coi trọng. Võ Tôn Đế Quân nhìn Diệp Quân, không nói gì. Giờ phút này là lúc Diệp Quân yếu nhất, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng giết được hắn, nhưng không ai làm như vậy. Đại Kiếm Đế Quân ở trước mặt Diệp Quân lúc này đã hoàn toàn đột phá, khí thế quanh người bà ta mạnh mẽ chưa từng có, vượt xa hai người phía Nguyên Thiên Đế Tôn bên cạnh. Đồng thời, tuổi thọ của bà ta cũng tăng lên. Không nhiều, nhưng cũng có mấy nghìn năm tuổi thọ. Tuổi thọ ban đầu của bà ta chỉ còn lại không đến trăm năm, nhưng bây giờ đã tăng thêm mấy nghìn năm tuổi thọ, không chỉ tuổi thọ mà thực lực cũng tăng lên rất nhiều, phải nói rằng bà ta là người được lợi nhất trong số tất cả Tuế Nguyệt nghịch lưu giả ở đây. Mà giờ khắc này, các Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đều đang nhìn bà ta bằng ánh mắt hâm mộ không thể che giấu. Kể cả mấy vị đế tôn phía Nguyên Thiên. Đối với cường giả cấp bậc như họ bây giờ, mấy nghìn năm tuổi thọ thật sự quá quý giá, tương đương với có một tia hy vọng mới, có khả năng vô hạn. Có ai chưa từng muốn vượt qua đại đạo? Giờ phút này trong lòng phía Nguyên Thiên đế tôn thật sự rất ngưỡng mộ. Đại Kiếm Đế Quân chậm rãi mở mắt ra, kiếm thế trên người bà ta lúc này vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, hơi thở được kiểm soát nhưng lại khiến cho mọi người đều dè chừng. Kiếm thế này đã có sự thay đổi về chất. Ánh mắt Đại Kiếm Đế Quân rơi vào Diệp Quân bên cạnh. Diệp Quân từ từ nằm xuống, nhẹ giọng nói, ra tay đi.
Lần này hắn thật sự không chiến đấu được nữa rồi. Thật sự đã đến cực hạn. Cứ vậy mà chết à. Đương nhiên trong lòng Diệp Quân không mấy cam lòng, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn đặt tay trái lên ngực, cảm nhận Ngao Thiên Thiên trong cơ thể, nhẹ nhàng nói Thiên Thiên, xin lỗi. Người hắn nợ nhiều nhất đời này là Ngao Thiên Thiên. Mỗi lần chiến đấu, Ngao Thiên Thiên không phải suýt chết thì cũng bị thương nặng. Chưa từng được hưởng phúc, mà khổ thì ngày nào cũng phải chịu. Ngao Thiên Thiên khẽ nói, chúng ta là phu thê, vốn là một thể, sao phải nói những lời xa cách này? Diệp Quân khẽ cười, được. Nói rồi hắn dừng lại, lại nói tiếp, nếu có kiếp sau, chờ ta muốn là người đầu tiên làm quen muội. Ngao Thiên Thiên nói, một lời đã định. Diệp Quân chậm chậm mở mắt ra nhìn khoảng không sâu thẳm vô tận, hắn nhẹ giọng nói, kiếp này, quá mệt mỏi. Nếu có kiếp sau, thôi vậy, không có kiếp sau cũng tốt. Nói xong hắn từ từ nhắm mắt lại. Mà trong cơ thể hắn, hai loại huyết mạch như cảm nhận được điều gì, lúc này dần dần bình tĩnh lại, không còn sục sôi nữa. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nghĩ đến việc gọi người. Dù chỉ một suy nghĩ cũng không có. Trước mặt Diệp Quân, Đại Kiếm Đế Quân nhìn hắn nằm trước mặt mình, không nói gì. Mà những người khác lại đều nhìn Đại Kiếm Đế Quân, với thực lực bây giờ của bà ta, chỉ cần vung tay là Diệp Quân sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng khi mọi người chờ Đại Kiếm Đế Quân ra tay thì bà ta lại đột nhiên tiến tới nắm lấy vai Diệp Quân, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang bay vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Thấy cảnh này, sắc mặt nhóm Nguyên Thiên Đế Tôn biến đổi, ngăn bà ta lại. Nói xong, một nhóm đế quân bay vút lên trời, phóng thẳng theo hướng của Đại Kiếm Đế Quân. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang bay ra từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Nguyên Thiên Đế Tôn đi đầu bị luồng kiếm quang này chém lùi cả mấy nghìn trượng. Những cường giả còn lại thấy cảnh này thì đều dừng lại, không dám đuổi theo nữa. Mà sắc mặt nhóm Nguyên Thiên Đế Tôn lại cực kỳ khó coi, bọn họ không ngờ Đại Kiếm Đế Quân lại không giết Diệp Quân. Bà ta định làm gì? Bà ta điên rồi sao? Không suy nghĩ gì, Nguyên Thiên Đế Tôn nói luôn, đuổi theo. Nói xong ông ta và Võ Tôn Đế Quân cùng với Bạch Tương Đế Tôn bay thẳng lên trời, lao vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Các Tuế Nguyệt nghịch lưu giả thấy thế cũng lao vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Sau khi đưa Diệp Quân vào Tuế Nguyệt Trường Hà, Đại Kiếm Đế Quân ngược dòng thời gian, không biết qua bao lâu, bà ta nhìn về sau, sau đó đặt Diệp Quân xuống. Diệp Quân nhìn Đại Kiếm Đế Quân trước mắt với vẻ khó hiểu, vì sao? Ánh mắt Đại Kiếm Đế Quân bình tĩnh, đi đi. Diệp Quân lại hỏi, vì sao? Đại Kiếm Đế Quân nhàn nhạt nói, không có vì sao. Diệp Quân im lặng. Đại Kiếm Đế Quân nhìn hắn, ngươi còn không đi đi. Diệp Quân trầm giọng bảo, hay là bà tới giúp ta đi. Đại Kiếm Đế Quân nhìn thẳng vào hắn, ngươi mơ đẹp lắm. Diệp Quân. Đại Kiếm Đế Quân lắc đầu, ta nghiêng về thế gian này không có trật tự hơn nên ta sẽ không đến giúp ngươi đâu, mà bây giờ vì lúc trước ngươi nương tình nên tuổi thọ của ta đã tăng lên, cũng không cần bất chấp đi lật đổ trật tự nữa, vậy nên như ngươi nói, bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ta hiểu. Nói xong hắn quay người rời đi. Đại Kiếm Đế Quân chợt gọi, đợi đã. Diệp Quân quay đầu nhìn Đại Kiếm Đế Quân, hơi khó hiểu. Đại Kiếm Đế Quân nhìn hắn, cổ tộc sắp tới rồi, bọn họ rất đáng sợ. Diệp Quân trầm giọng hỏi, đáng sợ nhường nào? Đại Kiếm Đế Quân bình tĩnh đáp, nữ kiếm tù váy đen bên cạnh ngươi, nếu chỉ có một mình bà ta thì không thể ngăn cản được bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân tối sầm. Đến cô Diệp Thanh Thanh cũng không ngăn được ư. Bọn họ điên rồi à? Nhắm đến hắn dữ vậy. Phải nói rằng hắn thật sự cảm thấy hơi khó hiểu, tông chủ quá khứ tông thật sự là một tên điên. Thật sự không để lại đường sống nào cho mình. Đại Kiếm Đế Quân nói tiếp, ngoài cổ tộc, mấy tộc lớn của Tuế Nguyệt Viễn Cổ có lẽ cũng đã bị tông chủ quá khứ tông thuyết phục, vậy nên tốt nhất ngươi hãy chuẩn bị tâm lý. Mặt Diệp Quân đen xì, hắn không nói gì. Đại Kiếm Đế Quân đột nhiên hỏi, nữ kiếm tu đi theo ngươi đâu rồi? Ban đầu bà ta tưởng nữ kiếm tu đó luôn đi theo Diệp Quân, nhưng lúc trước khi Diệp Quân suýt nữa bị bà ta giết mà đối phương cũng không xuất hiện, điều này khiến bà ta rất bất ngờ. Nghe Đại Kiếm Đế Quân hỏi thế, Diệp Quân khẽ lắc đầu, xoay người rời đi,
đi được mấy bước, hắn lại quay lại, bà tên gì? Đại kiếm đế quân nhìn hắn hồi lâu mới đáp, Cố Nam Dung. Diệp Quân gật đầu, hẹn gặp lại. Nói xong hắn quay người rời đi. Nhìn Diệp Quân rời đi trong ngược dòng tuế nguyệt phía xa, đại kiếm đế quân trầm mặc không nói. Khi bà ta đang định đi thì lúc này dường như cảm nhận được điều gì, bà ta quay người lại nhìn về thời không tuế nguyệt nơi xa, không biết nhìn thấy gì mà sắc mặt bà ta bỗng biến đổi, huyết mạch phàm nhân. Trong tuế nguyệt trường hà, Diệp Quân cầm thánh kiếm Hiên Viên nghịch hành, lúc này hắn đã nghịch hành hơn 50 tỷ năm. Đương nhiên, sở dĩ hắn có thể đi ngược hơn 50 tỷ năm nguyên nhân chủ yếu là vì Diệp Thanh Thanh lúc trước. Nếu không, hắn muốn đi ngược 50 tỷ năm là điều rất khó. Càng đi xa, lực cản tuế nguyệt càng mạnh. Lúc này hắn đã cảm thấy hơi khó khăn. Một lúc sau, Diệp Quân chợt chém ra một nhát kiếm. Phập! Thời không tuế nguyệt nứt ra, hắn hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở sâu trong một dãy núi dài vô tận. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng hỏi, Tháp gia, có thuật pháp nào che giấu được hơi thở của ta không? Hắn biết, nếu không thể che giấu thì dù sử dụng cả ba loại huyết mạch, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ hắn cần một chút thời gian để nghiên cứu kỹ huyết mạch thứ ba này, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được nó. Sau một hồi im lặng, Tiểu Tháp đáp, không có. Diệp Quân trầm tư. Tiểu Tháp nói tiếp, biện pháp che giấu hơi thở của ta đã rất lợi hại rồi mà đối phương vẫn tìm ra được ngươi, nói lên rằng đối phương không phải người bình thường, cho nên dù là cách che giấu nào cũng đều vô ích thôi. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này nam chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, hắn nhìn ông ta nói, đến La Thiên Giới. Diệp Quân nhíu mày, La Thiên Giới. Nam chủ gật đầu, đúng thế. La Thiên Giới là thế giới La Thiên Đế Quân lập ra, mà La Thiên Đế Quân là cường giả tuyệt thế đứng thứ hai bảng đế quân. Ông ấy đã từng lập một trận pháp tuyệt thế ở nơi này, tên là La Thiên Vực Trận, lấy vực của ông ấy làm trận. Bất cứ người tu luyện nào vào đây đều sẽ bị áp chế tu vi, càng mạnh sẽ càng bị áp chế nhiều. Diệp Quân nói, chúng ta vào đó đều sẽ bị áp chế, điều này càng có lợi với ta. Hơn nữa cường giả bí ẩn vẫn luôn âm thầm theo dõi ta, có thể cũng vì đại trận này mà không theo dõi ta được nữa. Nam chủ gật đầu, phải. Diệp Quân trầm giọng, La Thiên Đế Quân có đầu hàng đối phương không? Nam chủ lắc đầu, không biết, nhưng chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Diệp Quân gật đầu, được. Nam chủ nói, để không lãng phí thời gian, ta giúp cậu ngược dòng tuế nguyệt. Nói xong ông ta đưa Diệp Quân vào tuế nguyệt trường hà. Ngay khi hai người vào tuế nguyệt trường hà, từng luồng khí thế mạnh mẽ truyền đến từ thời không tuế nguyệt phía sau. Đuổi theo tới nơi rồi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân và nam chủ đều thay đổi. Nam chủ nhìn Diệp Quân, cậu vào tiểu tháp tu luyện đi, ta đưa cậu đến La Thiên Giới. Diệp Quân gật đầu, đi vào tiểu tháp. Nam chủ quay đầu nhìn phía sau, sau đó quay người lao nhanh về phía trước, hóa thành trường hồng biến mất ở cuối tuế nguyệt trường hà. Trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi khoanh chân trên đất, xé quần áo trên người, nhìn cơ thể mình, lúc này cơ thể hắn đã có sự thay đổi kinh thiên động địa, toàn thân hiện lên những đường vân màu vàng nhạt, những đường vân này như mạng nhện khắp người hắn, hơn nữa còn có máu đang chảy. Chuyện gì thế này? Diệp Quân ngẩn người. Lúc này Hồng Bào Đế Quân xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta nhìn Diệp Quân trước mặt. Trịnh trọng nói, đây là dòng máu phàm nhân đúc thành cơ thể người phàm trong truyền thuyết, máu của ngươi đang thay đổi cơ thể ngươi. Diệp Quân nhìn Hồng Bào Đế Quân, tiền bối, cơ thể phàm nhân là gì? Hồng Bào Đế Quân thấp giọng bảo, cơ thể phàm nhân nghịch thiên cải mệnh, vượt qua đại đạo. Diệp Quân nhíu mày, ta chưa vượt qua đại đạo mà. Hồng Bào Đế Quân nhìn Diệp Quân, tổ tiên ngươi có người làm được rồi. Diệp Quân im lặng. Cha ư? Không thể nào. Cha là Kháo Sơn Vương mạnh nhất lịch sử, ông ấy không phải cơ thể phàm nhân, cũng không có huyết mạch phàm nhân. Ông nội. Ông nội được coi là tay trắng lập nghiệp chứ. Miễn cưỡng thôi. Bởi vì cha của ông nội hình như cũng rất đỉnh. Vậy vấn đề tới rồi. Không phải cha, cũng không phải ông nội, vậy là ai? Dường như tới điều gì, con người của Diệp Quân đột nhiên co rụt lại, cô váy trắng.
Mẹ kiếp! Sao hắn lại quên mất cô chứ? Cô váy trắng chẳng phải dựa vào cơ thể phàm nhân để vượt qua đại đạo đó sao? Nhưng cô đâu phải người thân của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Quân vội hỏi, Tháp gia, nguồn gốc huyết mạch của ta là từ cô váy trắng à? Tiểu Tháp đáp, ừ. Diệp Quân trầm giọng hỏi, nhưng cô đâu phải người thân của ta. Tiểu Tháp đáp, sao ngươi ngốc thế? Diệp Quân khó hiểu. Tiểu Tháp nói, sau khi huyết mạch của một người biến dị, người được lợi nhất là ai? Là người thân của người đó, mà người thân của bà ấy là ai? Là cha ngươi, bà ấy cũng chỉ có một mình cha ngươi là người thân, mà ngươi là con trai của cha ngươi, có huyết mạch phàm nhân chẳng phải đều rất bình thường sao? Diệp Quân hỏi, sao cha ta không có huyết mạch phàm nhân? Tiểu Tháp đáp, ta chỉ là một cái tháp. Diệp Quân không ngờ rằng huyết mạch thứ ba của mình lại có từ cô váy trắng. Sức mạnh huyết mạch. Cảm nhận được sức mạnh huyết mạch cường đại trong cơ thể, Diệp Quân hơi cảm thán. Cô váy trắng dùng cơ thể phàm nhân nghịch thiên, vượt qua đại đạo, không biết đời này bà ấy phải huy hoàng nhường nào. Tiếc là hắn biết rất ít về cô váy trắng này, nhất là những năm tháng quật khởi của bà, hầu như không có ghi chép nào. Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, bây giờ ngươi cần thời gian để huyết mạch phàm nhân này đúc cơ thể ngươi thành cơ thể phàm nhân. Diệp Quân hỏi, cơ thể phàm nhân có ích lợi gì? Tiểu Tháp trả lời, không biết. Diệp Quân nhìn Hồng Bào Đế Quân trước mặt, tiền bối, cơ thể phàm nhân có ích lợi gì? Hồng Bào Đế Quân cũng lắc đầu, không biết, huyết mạch phong ma cũng chỉ có trong truyền thuyết, chưa thấy bao giờ, vì vậy ta cũng không hiểu về nó lắm. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm. Huyết mạch này cần hắn tự đi tìm hiểu. Lúc này Tiểu Tháp lên tiếng, người có thể dùng huyết mạch phàm nhân giúp tiểu chủ mẫu thiên thiên. Diệp Quân vội hỏi, giúp thế nào? Tiểu Tháp bảo, tộc Thiên Long cũng chú trọng huyết mạch, ngươi có thể dùng ba loại huyết mạch của ngươi giúp cô ấy cải thiện huyết mạch. Diệp Quân vỗ đùi, đúng nhỉ. Suýt nữa hắn đã quên mất chuyện này. Huyết mạch của hắn có thể giúp được Ngao Thiên Thiên. Diệp Quân lập tức bảo, Thiên Thiên, chúng ta động phòng đi. Ngao Thiên Thiên. Tiểu Tháp nói, không cần động phòng, ngươi và cô ấy vốn đã dung hợp, ngươi có thể chia sẻ cơ thể và lực tinh thần. Cô ấy cũng có thể chia sẻ sức mạnh huyết mạch của ngươi, vậy nên... Im miệng! Diệp Quân nói, Tháp gia, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói rồi hắn kéo màn chắn ngăn cách với Tháp gia. Tiểu Tháp! Ngao Thiên Thiên! Đương nhiên Diệp Quân không thể làm gì với Ngao Thiên Thiên vào lúc này, vì vậy hắn chỉ có thể làm như lời Tháp gia nói, để Ngao Thiên Thiên dùng ba loại sức mạnh huyết mạch của mình. Phải nói là hiệu quả cực kỳ tuyệt vời. Khi Ngao Thiên Thiên bắt đầu sử dụng ba loại sức mạnh huyết mạch của hắn, huyết mạch tộc Thiên Long trong cơ thể cô ấy lập tức tăng lên điên cuồng. Thực lực bây giờ của Ngao Thiên Thiên thực sự rất đáng sợ, dù sao cô ấy cũng có truyền thừa của rồng tổ, mà thời gian này cô ấy kể vai chiến đấu với Diệp Quân, không chỉ Diệp Quân được cải thiện rất nhiều, mà cô ấy cũng đã được cải thiện rất nhiều. Khi Ngao Thiên Thiên bắt đầu hấp thu ba loại huyết mạch của Diệp Quân, hơi thở của cô ấy cũng tăng lên mạnh mẽ. Diệp Quân yên lặng chờ dòng máu phàm nhân cải tạo cơ thể mình. Hồng Bào Đế Quân nhìn Diệp Quân trước mặt với vẻ mặt phức tạp. Huyết mạch phàm nhân. Không cần phải nói, ông ta vẫn rất sốc. Ông ta không ngờ Diệp Quân lại có loại huyết mạch trong truyền thuyết này. Mà trong thời gian qua, ông ta cũng đã được chứng kiến sự đáng sợ của hắn. Thiên phú, sức chiến đấu, tâm tính đều đỉnh cao. Chỉ thiếu thời gian. Chắc chắn vị kia của quá khứ tông cũng biết điều này nên mới không cho Diệp Quân thời gian phát triển. Hồng Bào Đế Quân ngẩng đầu nhìn, ông ta biết lần này là một canh bạc lớn. Nhưng đáng để cược. Đúng lúc này, giọng của nam chủ vang lên, Hồng Bào, ra giúp ta đi. Nghe vậy sắc mặt Hồng Bào Đế Quân hơi thay đổi, ông ta lập tức ra khỏi tiểu tháp, vừa đi ra, vẻ mặt ông ta đã trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy một nhóm cường giả đang đuổi tới từ phía xa. Người dẫn đầu không ai khác chính là phía Nguyên Thiên Đế Quân. Ba vị đế quân. Nam chủ nói, sắp đến La Thiên giới rồi, người giúp ta kéo dài thời gian đi. Hồng Bào Đế Quân nhìn phía Nguyên Thiên Đế Quân, không nói gì, hai tay từ từ đưa lên, trong nháy mắt, từng luồng sáng màu đỏ bộc phát ra từ người ông ta, cuối cùng những luồng sáng đỏ ấy hóa thành từng lưỡi kiếm máu chém về phía Nguyên Thiên Đế Quân. Nơi xa,
Trong mắt Nguyên Thiên Đế Quân lóe lên tia sáng lạnh, ông ta lao về phía trước, tung ra một quyền, trong chớp mắt, hàng vạn quyền mang như thủy triều quét ra từ nắm đấm của ông ta. Ầm. Trong chốc lát, cả Tuế Nguyệt Trường Hà đều sục sôi. Mà bên cạnh Nguyên Thiên Đế Quân, Bạch Tướng Đế Quân và Võ Tôn Đế Quân cũng đồng thời ra tay. Bùm. Vô số tia sáng đỏ đột nhiên vỡ tan, nhưng lúc này, Hồng Bào Đế Quân và Nam Chủ Đế Quân đã biến mất ở phương xa. Nhìn thấy điều này, vẻ mặt Nguyên Thiên Đế Quân trở nên cực kỳ khó coi, đó là Nam Chủ Đế Quân và Hồng Bào Đế Quân, hai người họ đều đã về phe Diệp Quân. Sắc mặt hai người phía Võ Tôn Đế Quân cũng hơi khó coi, họ cũng không ngờ hai vị đế quân này lại đầu hàng Diệp Quân. Lúc này Bạch Tướng Đế Quân lên tiếng, mục tiêu của họ có lẽ là La Thiên Giới. La Thiên Giới. Nghe thấy Bạch Tướng Đế Quân nói thế, Nguyên Thiên Đế Quân và Võ Tôn Đế Quân nhìn nhau, giây tiếp theo, họ bay nhanh về phía trước. Bạch Tướng Đế Quân cũng đi theo ngay lập tức. Nếu nhóm Diệp Quân vào La Thiên Giới sẽ vô cùng bất lợi cho họ, bởi vì La Thiên Giới quá đặc biệt. Dù là họ cũng không dám tùy ý đi vào. La Thiên Đế Quân. Đây là tồn tại đáng sợ đứng thứ hai trong bảng đế quân. Đế quân cũng phân mạnh yếu, hai người biết thực lực của La Thiên Đế Quân cực kỳ đáng sợ. Nhưng họ vẫn tới muộn. Nơi xa, Nam Chủ và Hồng Bào Đế Quân đã vào La Thiên Giới. Thấy thế, sắc mặt nhóm Nguyên Thiên Đế Quân trở nên cực kỳ xấu xí. Nhưng vào lúc này, phía sau vang lên tiếng dã thú gào thét đáng sợ, mọi người quay đầu lại. Nhìn thấy phía xa có một nhóm yêu thú khổng lồ chạy về phía này, những yêu thú này có vẻ ngoài như rồng, thân tới vạn trượng, có hai cái đuôi, toàn thân có gai đen dài sắc bén như lưỡi kiếm. Tất cả yêu thú đều mặt mày dữ tợn, khí thế cực kỳ kinh người, sau khi chúng xuất hiện, thời không tuế nguyệt xung quanh sôi trào, không chịu nổi sức mạnh của chúng. Mà trên lưng mỗi con yêu thú đều có một cường giả bí ẩn mặc giáp đen đang đứng. Ám Long. Sinh vật long tộc mạnh mẽ chỉ đứng sau tổ long. Vẻ mặt của nhóm Nguyên Thiên Đế Quân trở nên cực kỳ nặng nề. Cổ tộc, tứ đại gia tộc siêu cấp tuế nguyệt viễn cổ trong truyền thuyết tới rồi. Hơn nữa, vừa tới đã phái ám long vệ mạnh nhất của họ theo. La Thiên Giới. Khi Nam Chủ và Hồng Bào Đế Quân vào La Thiên Giới, sắc mặt của hai người họ đột nhiên thay đổi, bởi vì họ cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn từ bốn phía ập đến. Áp chế họ, cảnh giới của họ vậy mà lại bị đàn áp. Hai người nhìn nhau sửng sốt. Lúc này, Diệp Quân xuất hiện, hắn vừa xuất hiện liền cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí, trực tiếp trấn áp cảnh giới của hắn bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Diệp Quân nhíu mày, nơi này đúng là có trận pháp kết giới mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ đáng sợ, ba người bọn họ đều có thể bị trấn áp. Nam Chủ liếc nhìn xung quanh. Sau đó trầm giọng nói, tìm một chỗ trốn đi. Diệp Quân gật đầu, ba người biến mất tại chỗ. Một lúc sau, ba người Diệp Quân đi tới một dãy núi dài vô tận, không nhìn thấy đỉnh. Ba người bọn họ đi tới một thác nước, lúc này cảnh giới của bọn họ đã bị luồng sức mạnh thần bí này áp chế đến cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Quân đột nhiên hỏi, tiền bối, La Thiên Đế Quân này mạnh như nào? Nam Chủ trầm giọng nói, rất mạnh. Đứng thứ hai trong đế quân. Diệp Quân có chút tò mò, ai là người đứng đầu? Nghe vậy, khuôn mặt của Nam Chủ và Hồng Bào Đế Quân trở nên nghiêm túc. Thấy vậy, Diệp Quân càng tò mò hơn. Nam Chủ trầm giọng nói, người này có chút đặc biệt. Diệp Quân nhìn Nam Chủ, đặc biệt. Hồng Bào Đế Quân gật đầu, đúng vậy, người này chính là nhân tài mới nổi, hơn 20 triệu năm trước đột nhiên tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Sau đó ngược dòng tuế nguyệt, cuối cùng quét sạch vô số cường giả, trở thành đế quân. Nói đến đây, ông ta tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, người đến từ vũ trụ quan huyên. Diệp Quân gật đầu, vâng. Hồng Bào Đế Quân trầm giọng nói, người này cũng đến từ vũ trụ quan huyên. Nghe vậy, Diệp Quân sửng sốt, đối phương cũng đến từ vũ trụ quan huyên. Hồng Bào Đế Quân gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa người này vô cùng tàn nhẫn, từng có một đại tộc của thế giới xích mích với bà ta, người biết bà ta làm gì không? Diệp Quân lắc đầu. Hồng Bào Đế Quân trầm giọng nói, bà ta đã giết toàn bộ người của tộc đó, ngay cả tổ kiến của đại tộc đó cũng không buông tha, dùng nước sôi dội chết. Diệp Quân.
Hồng Bào Đế Quân lắc đầu cười nói, tuy rằng lời mọi người đồn đại có chút khoa trương, nhưng không thể không nói, bà ta quá mạnh, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cho nên, mọi người đều gọi bà ta là Thổ Phỉ Đế Quân, thậm chí là tứ đại cổ tộc Tuế Nguyệt cũng không muốn dây vào. Thổ Phỉ Đế Quân. Diệp Quân lắc đầu cười, danh hiệu này có chút thú vị đấy. Hồng Bào Đế Quân nói, hy vọng lần này bà ta sẽ không đứng về phe Quá Khứ Tông, nếu không, sẽ phiền lắm. Nam chủ cũng khẽ gật đầu, đúng vậy. Khi hai người họ nhắc đến Thổ Phỉ Đế Quân, vẻ mặt của họ trở nên vô cùng trang nghiêm. Diệp Quân đang muốn nói chuyện thì vào lúc này, ba người đột nhiên biến sắc, sau đó, một luồng uy áp vô hình bao phủ lấy ba người. Nam chủ trầm giọng nói, Đại La Đế Quân. Vừa dứt lời, thời không trước mặt ba người đột nhiên tách ra, sau đó, một cái lão già gầy gò chậm rãi đi ra. Ông già gầy guộc mặc một chiếc áo choàng thô, dưới chân đi một đôi giày gai, nhìn về phía Diệp Quân, ngươi chính là Diệp Quân đó đấy à? Diệp Quân khẽ gật đầu. Ông già gầy guộc khẽ nheo mắt. Nam chủ và Hồng Bào Đế Quân đột nhiên cảm thấy như thể họ đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Diệp Quân nhìn ông già gầy guộc mà không nói gì. Một lúc sau, ông già gầy guộc nói, ra khỏi đây đi. Sau đó, ông ta quay lưng bỏ đi. Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối. Ông lão gầy quay đầu nhìn Diệp Quân, cái gì? Diệp Quân nói, chủ nhân bút đại đạo có tổ nguyên. Tổ nguyên, nghe vậy, Nam chủ và Hồng Bào Đế Quân lập tức nhìn Diệp Quân, cả hai đều tò mò và tất nhiên là rất phấn khích. Tổ nguyên thực sự quá hấp dẫn đối với họ. Ông già gầy gò nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, tổ nguyên. Diệp Quân gật đầu. Ông già gầy guộc hỏi, muốn giao dịch với ta sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, vâng. Ông lão gầy gò lắc đầu, không được. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Lão già gầy guộc hờ hững liếc hắn một cái, ám long vệ của cổ tộc ở bên ngoài. Ám long vệ. Nghe vậy, sắc mặt của hai người nam chủ bên cạnh đột nhiên thay đổi. Sắc mặt Hồng Bào Đế Quân có chút khó coi, mẹ nó, ông ta điên rồi sao? Chơi lớn như vậy. Nam chủ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Cổ tộc vậy mà dám mang ám long vệ tới đây. Quả thực không muốn cho Diệp Quân bất kỳ cơ hội nào. Mặc dù Diệp Quân không biết ám long vệ là cái gì, nhưng nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, chắc chắn là rất lợi hại. Diệp Quân nhìn ông già gầy gò, tiền bối, ông hẳn là không sợ hắc ám long vệ đâu nhỉ. Ông lão gầy guộc bình tĩnh nói, ta sợ. Vẻ mặt Diệp Quân đông cứng lại. Ông già gầy gò liếc hắn một cái, không nói gì. Nhưng cũng không rời đi. Diệp Quân nói thẳng, ta sẽ thêm tiền. Ông lão gầy guộc hơi híp mắt, thêm bao nhiêu? Diệp Quân trầm giọng nói, hai đạo tổ nguyên. Ông lão gầy gò nhìn chằm chằm Diệp Quân, ám long vệ thật sự rất mạnh. Diệp Quân, ba đạo. Ba đạo. Nam chủ cùng Hồng Bào Đế Quân đỏ cả mặt, trong lòng vô cùng hưng phấn. Lão già gầy còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Quân đã nói, chúng ta chốt kèo đi. Ông già gầy gò im lặng một lúc. Nếu đòi giá quá cao, đó là tham, tham, đó là ác nghiệp. Rõ ràng tạo nghiệp với người này không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Sau khi nghĩ xong, ông già gầy guộc nói, được. Vừa nói, ông ta vừa duỗi tay phải ra. Diệp Quân quan sát ông già gầy gò, ghi sổ đi. Ông lão gầy gò đột nhiên cau mày, người đùa ta sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối. Tổ nguyên đều ở trong tay chủ nhân bút đại đạo. Ông già gầy gò nhìn chằm chằm vào Diệp Quân mà không nói lời nào. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, chữ tín nhà họ Diệp ta sao ta có thể lừa ông chứ? Ông già gầy guộc vẫn không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, ông không tin ta nhưng sẽ tin chủ nhân bút đại đạo chứ? Chủ nhân bút đại đạo. Ông già gầy gò trầm mặc, đối với cường giả cấp độ này mà nói. Ông ta không nghĩ đối phương sẽ lừa người, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Ghi sổ. Lúc này rồi mà còn ghi sổ, mẹ nó. Đúng lúc này, một loạt uy áp đáng sợ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Theo loạt uy áp này, toàn bộ La Thiên giới bắt đầu tan vỡ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông già gầy gò nhất thời trở nên âm trầm. Đối phương đang muốn xông vào. Đúng là không nể mặt ông ta mà. Lão già gầy gò quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, bọn chúng nhiều như vậy,
Chúng ta căn bản đánh không lại bọn chúng, chỉ có thể câu giờ cho ngươi, trốn đi. Trốn. Diệp Quân im lặng. Ông lão gầy guộc lại nói, chỉ có thể chạy trốn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn chân trời tràn ngập đám cường giả đen kịt, nhìn những con rồng khổng lồ đang bay kia, Diệp Quân cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ. Trốn. Trốn đi đâu? Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, ta có thể đối phó với những con ám long đó. Đôi mắt của Diệp Quân sáng lên. Ngao Thiên Thiên có truyền thừa của rồng tổ, lại còn được huyết mạch của hắn hỗ trợ, hắn biết đối với yêu thú, huyết mạch rất quan trọng. Nghĩ đến đây, Diệp Quân quyết định thử một lần. Diệp Quân nhìn về phía lão già gầy gò trước mặt, tiền bối, ta giao cho ông năm tổ nguyên. Ông cùng hai vị tiền bối nam chủ giúp ta ngăn chặn mấy vị đế quân và tuế nguyệt nghịch lưu giả kia, không nhiều, một canh giờ thôi. Ông lão gầy guộc cau mày, người muốn một mình chống lại tất cả ám long vệ. Diệp Quân gật đầu, đúng. Ông lão gầy gò nhìn chằm chằm Diệp Quân, người chắc chắn chứ? Diệp Quân cười nói, đúng. Ông già gầy gò từ từ nắm chặt tay lại. Năm đạo tổ nguyên. Phải nói rằng, nó rất cám dỗ ông ta. Đáng tiếc lại là ghi sổ. Nhưng chẳng nhẽ chủ nhân bút đại đạo sẽ quyết chắc. Chắc chắn không. Cường giả ở cấp độ này nhất định rất coi trọng chữ tín. Sau khi nghĩ đến đây, lão già gầy gò nhìn về phía Diệp Quân, ta giúp ngươi chỉ hoãn nửa giờ, nhưng chỉ nửa giờ thôi. Sau khi xong chuyện, đợi ngươi gặp được chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân, ta hiểu rồi, khi ta gặp được chủ nhân bút đại đạo. Ta sẽ nói ông ta đưa cho tiền bối năm đạo tổ nguyên. Tiền bối không cần tin vào danh dự và nhân phẩm của ta, nhưng nên tin vào danh dự và nhân phẩm của chủ nhân bút đại đạo. Ông lão gầy gò nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lúc sau mới nói, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, dù sao đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của ta. Diệp Quân, lão già gầy gò không nói nhảm nữa, ông ta ngửa đầu nhìn chân trời nói, hai vị đế quân. Chút nữa ta sẽ dùng trận pháp mạnh mẽ chân áp ba vị đế quân cùng đám tuế nguyệt nghịch lưu giả, còn hai người đến ngăn cản bọn họ. Hồng bào đế quân cùng nam chủ gật đầu nói, được. Diệp Quân nhìn hồng bào đế quân và nam chủ, nghiêm túc nói, đừng lo, hai vị tiền bối, tổ nguyên, hai vị cũng sẽ có. Lúc này chỉ có thể vẽ bánh to. Nếu không vẽ bánh, sẽ không ai liều mạng cả. Về phần cái bánh này có phải là thật hay không? Dù sao cũng là do chủ nhân bút đại đạo xuất tiền mà. Chủ nhân bút đại đạo. Nghe được lời nói của Diệp Quân, hồng bào đế quân và nam chủ vô cùng vui mừng. Đối với tổ nguyên này, bọn họ đương nhiên muốn, nhưng lại không có gan lên tiếng. Hiện tại Diệp Quân đã chủ động nói ra, bọn họ làm sao có thể không vui. Khô xấu đế quân đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, ông ta đột nhiên hóa thành một tia sáng, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một loạt luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ đại la giới. Mà lúc này, hồng bào đế quân cùng nam chủ đế quân cũng đồng thời biến mất tại chỗ, thẳng đến trên chân trời nơi có mấy vị đế quân. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Thiên đế quân nhất thời nhíu mày, ông ta không ngờ đám người Diệp Quân lại dám phản kháng. Sao mà dám? Có lừa đảo không vậy? Nguyên Thiên đế quân trong lòng có chút bất an, lập tức nói, mọi người cẩn thận. Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn đám cường giả cổ tộc phía xa. Những kẻ tuế nguyệt nghịch lưu giả đi theo ông ta cũng không còn coi thường Diệp Quân nữa, điều ông ta lo lắng chính là những cường giả cổ tộc này, mặc dù những cường giả này rất mạnh, nhưng nếu họ không hiểu Diệp Quân, có thể sẽ bị tổn thất lớn nếu đánh giá thấp Diệp Quân. Nhưng nhóm cường giả cổ tộc lại trực tiếp phớt lờ ông ta, ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Quân. Nguyên Thiên đế quân muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, hai vị hồng bào đế quân đã lao về phía họ. Mà xung quanh, trận pháp cường đại đột nhiên như thủy triều hướng về phía đám Nguyên Thiên đế quân. Diệp Quân nhìn hơn 100 ám long vệ trước mặt với ánh mắt bình tĩnh. Lúc này, thủ lĩnh ám long vệ đột nhiên nói, giết. Vừa dứt lời, hơn 100 ám long vệ cùng nhau giống lên, sau đó, từng đạo lực khổng lồ quét về phía Diệp Quân. Lúc này, trong mắt Diệp Quân lóe lên hai đạo kim quang. Sau đó, một bóng rồng đột nhiên xuất hiện. Bóng rồng. Ngay khi những luồng long uy chuẩn bị quét tới trước mặt Diệp Quân, một ánh luồng sáng vàng đột nhiên tỏa ra từ cơ thể hắn. Sau đó, một con rồng khổng lồ xuất hiện trước mặt đám ám long. Ngao Thiên Thiên,
Cùng với sự khôi phục bản thể của Ngao Thiên Thiên, một luồng long uy đáng sợ ngay lập tức quét ra từ cơ thể cô ấy. Khí tức long uy cường đại lập tức trấn áp tất cả đám ám long. Đám ám long nhìn về phía Ngao Thiên Thiên xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, một số còn yếu hơn đã run bần bật. Lúc này, con người của thủ lĩnh ám long vệ đột nhiên co rụt lại, kinh hãi nói, đây là khí tức tổ long trong truyền thuyết, sao ngươi lại có khí tức tổ long? Khí tức tổ long. Lúc này, thủ lĩnh ám long vệ sắp phát điên. Ám long là sinh vật long tộc cường đại nhất trên thế gian. Loại huyết mạch có thể trấn áp được bọn chúng cực kỳ ít, nhưng tổ long là tiên tổ của tất cả các loài rồng, là đòn trấn áp chí mạng đối với chúng. Giống như việc người cha đánh con trai mình. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên gầm lên, một luồng uy lực huyết mạch đáng sợ lập tức bao trùm tất cả ám long vệ có mặt ở đó. Bấy giờ, đám ám long vệ đó cũng không dám phản kháng, nhao nhao ngã xuống đất, run bần bật, vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, thủ lĩnh ám long vệ lập tức giống to, đứng lên. Tuy nhiên, không có ám long nào đứng dậy, đám ám long đều nằm trên mặt đất, không dám di chuyển. Thấy vậy, Diệp Quân kinh hãi, vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ, huyết mạch trấn áp này lại biến thái như vậy. Những kẻ này còn không dám phản kháng. Hắn vốn muốn giết hết đám bọn chúng, nhưng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hắn xòe bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay. Diệp Quân nói, tháp ra, thu. Tiểu tháp chấn động kịch liệt, một đạo kim quang quét ra, trong nháy mắt đã thu hết đám ám long vào trong tiểu tháp. Hỗn xược. Lúc này, sắc mặt thủ lĩnh ám long vệ thay đổi, hóa thành một luồng ánh sáng đen lao về phía Diệp Quân. Những cường giả cổ tộc cũng lao về phía Diệp Quân. Mấy trăm cường giả cùng nhau ra tay, sức mạnh đó đáng sợ đến mức nào. Diệp Quân không hề sợ hãi, hắn xoay cổ tay, kiếm hiên viên rung mạnh, lúc này một đạo kim quang từ chỗ Ngao Thiên Thiên tiến vào trong cơ thể hắn. Bùm! Trong nháy mắt, khí tức của Diệp Quân điên cuồng tăng vọt. Diệp Quân cầm lấy kiếm hiên viên, chém giết ra ngoài. Không có sự trợ giúp của ám long, sức chiến đấu của cường giả cổ tộc giảm đi rất nhiều. Vừa giao chiến, Diệp Quân đã chém lui mười mấy cường giả cổ tộc chỉ bằng một nhát kiếm. Lưỡi kiếm lướt qua, không thể ngăn cản. Sau khi Diệp Quân xông vào đám đông với thánh kiếm hiên viên, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân lại lần nữa xuất hiện. Hai sức mạnh huyết mạch cường đại gia tăng khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Rầm rầm. Trên chiến trường, đám cường giả cổ tộc liên tục chết trận. Ở diễn biến khác, đám người Nguyên Thiên Đế Quân nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ kiếp, đám ám long bị người ta đưa đi rồi sao? Đám cổ tộc các người là khỉ phái đến đùa giỡn hả? Sắc mặt của đám Tuế Nguyệt Nghịch Lưu giả cũng cực kỳ khó coi. Tất cả ám long đều bị Diệp Quân đưa đi, nếu như bị Diệp Quân thu phục. Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là đang đến giết Diệp Quân sao? Làm tăng thêm độ khó cho họ thì có. Xa xa, Diệp Quân cầm thánh kiếm hiên viên điên cuồng chém tới, hắn phát hiện bây giờ chỉ cần hắn đánh nhau, hai loại huyết mạch sẽ trở nên cực kỳ phấn khích, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Lúc Diệp Quân đang hào hứng, trên chiến trường bỗng vang lên giọng nói của Đại La Đế Quân, mau đi thôi. Mau đi thôi. Nghe Đại La Đế Quân nói vậy, Diệp Quân đột nhiên thức tỉnh. Đúng vậy. Phải đi thôi. Mặc dù bây giờ mình có thể chém giết thoải mái, nhưng ba người Đại La Đế Quân và Nam Chủ Đế Quân không thể chống đỡ được lâu. Một khi không thể chống đỡ được, lúc đó sẽ chết chắc. Nghĩ đến đây, Diệp Quân lập tức hét lớn, ba vị tiền bối. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, hắn chém một nhát kiếm vào đám cường giả, sau đó một đạo kiếm quang, xuất hiện trước mặt Nam Chủ Đế Quân và Hồng Bào Đế Quân, tiếp đó đưa bọn họ vào trong tiểu tháp. Cơ thể Diệp Quân rung chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút lên trời, giữa bầu trời mây bay, Đại La Đế Quân lập tức tiến vào tiểu tháp. Đi đâu hả? Lúc Diệp Quân dùng kiếm chém đôi Tuế Nguyệt Trường Hà. Bên dưới bỗng truyền đến tiếng gầm giận dữ của Nguyên Thiên Đế Quân, tiếp đó ông ta lao đến phía sau lưng Diệp Quân hung hăng chém ra một nhát kiếm. Bùm! Một đạo kiếm quang bộc phát, Nguyên Thiên Đế Quân bị kiếm chém lùi mấy nghìn vạn trượng, Diệp Quân xoay người hóa thành một đạo kiếm quang, lao vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà.
Nguyên Thiên Đế Quân nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà xa xa, trong lòng cực kỳ chấn động, ông ta không ngờ thực lực của Diệp Quân bây giờ lại kinh khủng như vậy. Trên chiến trường, đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả lao tới, tất cả bọn chúng nhìn Diệp Quân biến mất ở phía xa, thần sắc cực kỳ u ám. Tất nhiên, nhiều hơn là vẻ nghiêm trọng. Thực lực bây giờ của Diệp Quân nghịch thiên đáng sợ. Nguyên Thiên Đế Quân nhìn chằm chằm vết nứt thời không Tuế Nguyệt đang dần dần khép lại, không thể cho hắn quá nhiều thời gian, nếu không. Thằng danh này sẽ lại nghịch thiên. Bùm! Đúng lúc này, thời không Tuế Nguyệt xa xa đột nhiên nổ tung, tiếp đó, một bóng người bị đánh bay vào trong. Mọi người đều sững sờ. Bởi vì bóng người này không ai khác chính là Diệp Quân vừa rời đi. Diệp Quân lùi lại mấy vạn trượng mới dừng lại. Là người. Chuyện gì thế này? Mọi người nhìn về phía đối diện Diệp Quân, một người đàn ông áo trắng chậm rãi bước ra khỏi thời không Tuế Nguyệt. Phô Thủy Đế Quân. Có người hét lên. Phô Thủy Đế Quân. Xếp thứ ba trong bảng Đế Quân. Xa xa, sau khi dừng lại, Diệp Quân liếc nhìn cánh tay hơi tê dại của mình, sau đó nhìn về phía Vô Thủy Đế Quân, lúc này, Đại La Đế Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân. Đại La Đế Quân. Nhìn thấy Đại La Đế Quân, đám người Nguyên Thiên Đế Quân có vẻ hơi kiêng dè. Vị Đế Quân này có cấp bậc cao hơn so với Vô Thủy Đế Quân. Vô Thủy Đế Quân nhìn chằm chằm vào Đại La Đế Quân, năm đó tông môn xếp ta thứ ba, ông thứ hai, quả thực ta không phục lắm. Đại La Đế Quân cười nhạt, nếu không phục thì một chọi một đi. Phô Thủy Đế Quân gật đầu, đúng ý ta. Vừa nói, ông ta vừa hóa thành một luồng ánh sáng trắng lao thẳng về phía Đại La Đế Quân. Đại La Đế Quân quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ta cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh truyền tới từ bên kia, mau đi đi. Nói xong, ông ta đột nhiên xoay người, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ quét về phía Phô Thủy Đế Quân. Đại chiến nổ ra. Hai vị đế quân hàng đầu vừa giao đấu, trời đất nứt lìa, toàn bộ không gian căn bản không thể chịu đựng nổi sức mạnh của hai người họ, bắt đầu tan tành. Diệp Quân không chút do dự, hắn xoay người, dùng kiếm chém tách đôi Tuế Nguyệt Trường Hà, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chìm vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn biết mục tiêu của đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả này là hắn, cho nên hắn sẽ không lãng phí thời gian mà Đại La Đế Quân đã tranh giành cho mình. Hắn rời khỏi đây sẽ càng tốt hơn cho Đại La Đế Quân. Thấy Diệp Quân bỏ chạy, đám người Nguyên Thiên Đế Quân lại đuổi theo. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quân một đường lội ngược dòng, bởi vì có sự dung hợp của Ngao Thiên Thiên, nên bây giờ việc ngược dòng Tuế Nguyệt cũng không quá khó đối với hắn. Sau lưng hắn, đám người Nguyên Thiên Đế Quân không ngừng đuổi theo, đặc biệt là những cường giả cổ tộc, bọn chúng đuổi theo như phát điên. Ám Long. Đám ám long đều là tâm huyết do cổ tộc cẩn thận bồi dưỡng, nếu cứ mất đi như vậy thì, bọn chúng thật sự là tội nhân của cổ tộc. Hơn nữa, thực lực của cổ tộc cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, bắt buộc phải cướp lại đám ám long. Thủ lĩnh ám long vệ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân ở phía xa, trong mắt đằng đằng sát khí. Nơi xa, Diệp Quân đột nhiên nói, Thiên Thiên, đám ám long đó thế nào rồi? Ngao Thiên Thiên nói, không dám động đậy. Diệp Quân nói, không dám động đậy ư. Ngao Thiên Thiên nói, đúng vậy, chúng nó rất sợ khí tức tổ long trên người ta, toàn bộ đều nằm rạp dưới mặt đất, căn bản không dám nhúc nhích. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Quân hơi cong lên. Hàng trăm ám long, sức mạnh của đám ám long này rất nghịch thiên. Tuy nhiên, bây giờ hắn vẫn chưa thể sử dụng, phải đợi sau này có thời gian sẽ từ từ thu phục. Lúc này, Diệp Quân dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, đằng sau đám người Nguyên Thiên Đế Quân có một luồng khí tức cực mạnh quét về phía hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân lập tức xoay người tăng tốc. Mẹ kiếp! Điên mất thôi! Bọn chúng vẫn còn quân tiếp viện. Không phải là vị Đế Quân đứng đầu bảng đấy chứ? Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám. Vừa rồi hắn đã giao đấu một chiêu với Đế Quân hạng 3. Trong chiêu thức đó, ông ta đã dồn hắn xuống thế yếu, mà đối phương chỉ xếp hạng 3, nếu Đế Quân đứng đầu bảng đến thì. Nghĩ đến đây, Diệp Quân lại tăng tốc. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân bỗng cảm nhận cơ thể của mình, bây giờ cơ thể anh đang chậm rãi biến hóa. Huyết mạch phàm nhân vẫn đang hình thành cơ thể hắn. Hắn phát hiện lúc đánh nhau, việc hình thành cơ thể càng nhanh hơn nhiều.
nhưng giờ khắc này, hắn cũng không dám đánh với đám người Nguyên Thiên Đế Quân, đánh trận này chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng đến chết. Lúc đang suy nghĩ, dường như Diệp Quân cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía xa có một thanh trường thương bay tới. Con người của Diệp Quân co lại, dùng kiếm chém về phía trước. Bùm! Một vùng kiếm quang bộc phát, Diệp Quân bị đẩy lùi mấy ngàn vạn trượng, hắn vừa mới dừng lại, thanh trường thương lại một lần nữa đánh tới. Diệp Quân hơi híp mắt, lao về phía trước, hai tay cầm kiếm chém mạnh ra. Thực hiện 4 lần thuật bạt kiếm chồng chéo. Vèo! Một tiếng kiếm vang lên, kiếm quang chém lùi thanh trường thương, nhưng lúc này, đám người Nguyên Thiên Đế Quân đã chạy đến, bao vây hắn. Diệp Quân liếc nhìn đám người xung quanh, đang định khởi động huyết mạch quyết chiến nhưng lúc này bỗng có biến, phía xa truyền tới một luồng khí tức đáng sợ. Sắc mặt đám người Nguyên Thiên thay đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này, một luồng sức mạnh cường đại đẩy lùi đám cường giả cầm đầu, sau đó, một người phụ nữ lao tới trước mặt Diệp Quân, bà ấy kéo cánh tay của Diệp Quân, cơ thể rung chuyển rồi dẫn theo Diệp Quân biến mất ở cuối Tuế Nguyệt Trường Hà phía xa. Diệp Quân kinh ngạc, là người. Chẳng mấy chốc, dưới ánh mắt chăm chú đám người Nguyên Thiên Đế Quân, Diệp Quân và người phụ nữ đã biến mất. Sắc mặt của đám người Nguyên Thiên Đế Quân vô cùng khó coi. Sắc mặt đám cường giả cổ tộc bên cạnh càng u ám, cứ như cha mẹ mất. Lần này có thể nói là cổ tộc đã cử ra toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, bọn chúng muốn một chiêu hạ gục Diệp Quân, nhưng không ngờ người chưa bắt được, ngược lại còn bị Diệp Quân cướp đi toàn bộ ám long. Lần này, thể diện của cổ tộc mất sạch rồi. Đám Nguyên Thiên Đế Quân bên cạnh nhao nhao liếc nhìn đám cường giả cổ tộc, lúc này, họ đang nghĩ nếu Diệp Quân thu phục được đám ám long đó thì... Nghĩ tới đây, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Cổ tộc này không phải đến để giúp Diệp Quân đấy chứ. Thủ lĩnh ám long vệ cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, ông ta liếc nhìn bọn họ rồi nói, mọi người yên tâm, ám long là sinh vật do cổ tộc bọn ta dày công bồi dưỡng, chúng thả chết chứ không chịu đầu hàng đâu. Nguyên Thiên Đế Quân trầm giọng nói, Cổ U thống lĩnh, bây giờ các người có dự định gì? Cổ U đáp lời, ta đã bẩm báo chuyện này với tộc trưởng đang dẫn người tới đây. Tộc trưởng của cổ tộc. Sắc mặt Nguyên Thiên Đế Quân hơi dao động. Cổ U thống lĩnh đột nhiên nói, Nguyên Thiên Đế Quân, người phụ nữ vừa rồi là ai? Nguyên Thiên Đế Quân trầm giọng nói, một người phụ nữ rất mạnh. Ở một diễn biến khác. Diệp Quân dừng lại, cách hắn không xa có một người phụ nữ mặc váy đen, vẻ mặt lạnh lùng. Người phụ nữ này không ai khác chính là Diệp Thanh Thanh. Diệp Quân liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, cảm thấy khá ngạc nhiên, hắn không ngờ cô này lại đến đây để cứu hắn. Diệp Thanh Thanh liếc xéo hắn, không lên tiếng. Khác với trước đây, lần này hai cô cháu gặp nhau, bầu không khí khá lúng túng. Trầm mặc một hồi, Diệp Quân đột nhiên nói cảm ơn. Dù thế nào, đối phương không chỉ cứu hắn một lần, ân tình này dù sao cũng phải ghi nhớ, cho dù đối phương vì cha hắn mới tới cứu hắn. Ơn nghĩa chính là ơn nghĩa. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, nhưng vẫn không lên tiếng. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, Thanh Thanh cô, cảm ơn người hết lần này đến lần khác cứu con, nếu không có người giúp đỡ thì con đã sớm chết ở trong tay đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả rồi. Cho nên mặc kệ người cứu con vì nguyên nhân gì. Đối với con cũng là ơn nghĩa to lớn. Con cũng muốn báo đáp người, nhưng con biết con không có gì có thể đưa cho người, con. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, con không muốn ta tiếp tục ra tay giúp con, đúng không? Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, gật đầu. Nhìn thấy Diệp Quân gật đầu, Diệp Thanh Thanh nhất thời mất bình tĩnh, lập tức nói, nếu không phải. Nói đến đây, bà ấy dường như nhận ra điều gì đó, bỗng dừng lại. Diệp Quân bình tĩnh nói, nếu không phải cha con là Diệp Huyên thì người sẽ chẳng thèm liếc nhìn con dù chỉ một lần, đúng không? Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, nhưng không nói nữa. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, Thanh Thanh cô, con đã lớn rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, con muốn nói gì? Diệp Quân khẽ cười nói, con muốn nói, bây giờ con đã có thể gánh vác rất nhiều chuyện, có thể đi con đường của mình. Còn về phần người, thật sự không cần người phải vì cha của con mà làm những việc người không thích. Con nghĩ, cha con chắc chắn cũng không hy vọng người làm những việc mà người không thích. Và lại,
nếu con chết trong Tuế Nguyệt Trường Hà thì cũng là chuyện của con. Cho nên, người đi tìm cha cho đi, hoặc đi tìm tỷ của con cũng được, thật đấy. Hắn có hy vọng có người giúp hắn không? Tất nhiên là hy vọng. Nếu có người bằng lòng giúp đỡ, hắn đương nhiên rất vui, dù sao kẻ địch mà hắn phải đối mặt cũng rất nhiều, hơn nữa còn cực mạnh. Tuy nhiên, hắn không muốn người khác bố thí cho hắn. Hắn cũng muốn sống, nhưng hắn muốn sống có tôn nghiêm. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, nghiêm túc nói, Thanh Thanh cô, con không hề có ác ý với người, từ đầu đến cuối, con rất tôn trọng người, cũng cảm ơn người đã giúp đỡ con suốt quãng đường vừa qua, cảm ơn người. Nói xong, hắn cúi thấp người, sau đó xoay người rời đi. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân đang rời đi nơi xa, tay phải nắm chặt kiếm, trầm mặc không nói gì. Xa xa, trong cơ thể Diệp Quân, Tháp Gia đột nhiên nói, thằng nhóc con, nếu không có bọn họ giúp đỡ. Diệp Quân bình tĩnh nói, vậy thì chết. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn tận cuối Tuế Nguyệt Trường Hà xa xăm, chết ở đâu, chôn ở đó. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở phương xa. Tiểu Tháp hơi hoảng loạn. Sự hoảng loạn chưa từng có. Bởi vì nó có thể cảm nhận được thằng nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn đã khác trước, lần này, hắn thực sự từ bỏ những chỗ dựa sâu trong lòng mình, hắn chỉ coi mình là Diệp Quân. Chết! Hắn đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Xa xa, Diệp Thanh Thanh nhìn kiếm quang biến mất ở cuối tầm mắt của mình, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác khó chịu, đặc biệt là khi nghĩ tới việc hôm đó Diệp Quân đã không màng đến tính mạng để cứu mình. Khi đó, hắn coi bà ấy như người thân. Còn mình thì sao? Mình thì sao chứ? Diệp Thanh Thanh nghĩ đến đây, cảm giác buồn phiền từ đáy lòng bộc phát. Lúc này, đồ đệ của chủ nhân bút đại đạo là Tịnh Tuyết xuất hiện bên cạnh Diệp Thanh Thanh, Tịnh Tuyết nhìn về phía xa, cau mày. Diệp Thanh Thanh xoay người chuẩn bị rời đi, Tịnh Tuyết đột nhiên nói, vừa nãy ta nhận được tin, tộc trưởng cổ tộc đã đích thân tới giết hắn. Khuôn mặt Diệp Thanh Thanh không chút biểu cảm, liên quan gì đến ta? Cô không nghe hắn nói sao? Hắn nói không cần ta giúp. Tịnh Tuyết liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, bình tĩnh nói, không ai không muốn được giúp đỡ, đặc biệt là vào lúc này, hắn đang bị đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả nhắm vào. Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía xa xa Tuế Nguyệt Trường Hà, lông mày dần dần nhíu lại. Tại sao mình lại đến giúp? Ban đầu, đương nhiên là vì anh trai. Anh trai, Diệp Thanh Thanh đột nhiên hiểu ra. Nguyên nhân cốt lõi vẫn là câu nói ngày đó, nếu như con không phải là con trai của. Chính câu nói này đã khiến cậu thanh niên đó cho rằng bà ấy từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi hắn là người thân. Hắn cần sự giúp đỡ, nhưng hắn không cần ai bố thí. Hắn vẫn tôn trọng mình và biết ơn mình. Tuy nhiên, hắn không còn coi mình là người thân nữa. Trước đây mình cau mày, hắn sẽ sợ. Mình làm mặt lạnh lùng, hắn sẽ đến dỗ dành và nói lời dễ nghe. Nhưng bây giờ, hắn không còn sợ mình nữa. Vẫn tôn trọng, nhưng lại xa cách. Không thể trở về như trước được nữa. Diệp Thanh Thanh khẽ thở dài, xoay người rời đi. Tịnh Tuyết liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, nhưng không lên tiếng. Ở phía xa, tận cuối Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quân một đường ngược dòng Tuế Nguyệt, bởi vì có sự dung hợp của Ngao Thiên Thiên. Nên sức mạnh của hắn lúc này rất đáng sợ, có thể dễ dàng đi ngược dòng Tuế Nguyệt. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào cuối Tuế Nguyệt Trường Hà ở phía xa. Trở nên mạnh mẽ. Đó là tất cả những gì bây giờ hắn nghĩ trong đầu. Diệp Quân nhẹ giọng nói, Tháp Gia, ta còn bao lâu nữa mới có thể vô địch? Tiểu Tháp trầm giọng nói, không vội được. Diệp Quân khẽ mỉm cười, ừ. Tiểu Tháp do dự rồi nói, thật ra. Thanh Thanh cô của ngươi không xấu, tính tình bà ấy quá thoải mái, vô tư vô lo, có lúc nói chuyện cũng không kiêng dè, nghĩ gì nói nấy, sự giúp đỡ của bà ấy với ngươi chắc chắn không phải là bố thí. Diệp Quân lắc đầu, Tháp Gia, không phải ta không biết điều, chỉ là ta hiểu rõ một chuyện, dù cho mái hiện của người khác có tốt như thế nào cũng không bằng chiếc ô của mình, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Khi nói, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định. Trái tim trở nên mạnh mẽ chưa từng thấy. Hắn thực sự chỉ muốn trở nên mạnh mẽ. Diệp Quân đột nhiên cười khẽ, thật ra cảm giác này cũng rất tốt.
Trước kia dù hắn rất nỗ lực nhưng không có quyết tâm chắc chắn như lúc này. Đối với hắn bây giờ đã không có đường lui. Nếu không vô địch thì sẽ chết. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Quân đột nhiên xoay người, chém nát thời không tuế nguyệt bên cạnh, sau đó, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, chìm vào trong thời không tuế nguyệt đó. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đi tới một mảnh tinh không, hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó đi vào trong tiểu tháp. Diệp Quân đi tới một vùng hoang địa, lúc này hơn trăm con ám long đang bò trên mặt đất run rẩy. Ngao Thiên Thiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, Diệp Quân nắm lấy tay cô ấy mỉm cười nhìn hắn. Diệp Quân nói, có thể thu phục được đám ám long này không? Ngao Thiên Thiên nhìn đám ám long, sau khi im lặng một lúc lâu, cô ấy nói, mặc dù chúng nó sợ ta, nhưng ta có thể cảm nhận được chúng nó vẫn còn ý thù địch. Ý thù địch? Diệp Quân nhíu mày, trầm tư một hồi nói, trong số đám ám long này, con nào mạnh nhất? Ngao Thiên Thiên chỉ vào một con ám long màu vàng sẫm, con này. Diệp Quân nhìn con ám long màu vàng sẫm, nó lớn hơn nhiều so với những con khác. Diệp Quân kéo Ngao Thiên Thiên đến chỗ con ám long đó, nó nằm trên mặt đất, không dám di chuyển. Diệp Quân nhìn con ám long trước mặt, mở rộng lòng bàn tay, một giọt máu từ đầu ngón tay tuôn ra, sau đó chậm rãi bay đến trước mặt con ám long. Nhìn giọt máu này, đôi mắt của con ám long lập tức lộ ra vẻ tham lam, nhưng có lẽ vì nó sợ Ngao Thiên Thiên nên không dám động đến giọt máu của Diệp Quân. Diệp Quân nhìn ám long trước mặt, nếu như ngươi thần phục thì ích lợi vô tận. Thần phục? Ám long ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hung ác. Diệp Quân đột nhiên nói, giết nó. Ngao Thiên Thiên giơ tay ấn xuống. Bùm! Một luồng khí tức đáng sợ ngay lập tức bao trùm con ám long. Uy lực huyết mạch. Bị uy lực huyết mạch của Ngao Thiên Thiên bao phủ, con ám long lập tức mềm nhũn ra, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi. Nhìn thấy Ngao Thiên Thiên sắp giết mình, nó vội vàng nói, ta bằng lòng thần phục. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, cô ấy nói, ta sẽ bắt nó ký khế ước chủ tớ với ta. Khi đó, linh hồn của nó sẽ do ta kiểm soát, ta có thể quyết định sự sống chết của nó bằng một ý nghĩ. Diệp Quân gật đầu, ừ. Sau một thời gian, cuối cùng con ám long đó đã chọn ký khế ước chủ tớ với Ngao Thiên Thiên, mà sau khi ký khế chủ tớ, Diệp Quân đã yêu cầu con ám long đại ca đó đi thu phục những ám long còn lại. Đương nhiên, hắn sẽ không thu phục từng con một, khi thu phục được con mạnh nhất, những con khác ắt sẽ dễ dàng xử lý. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nắm lấy tay Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, huynh có biết làm thế nào để sự dung hợp của chúng ta đạt đến cực hạn không? Diệp Quân quay đầu nhìn Ngao Thiên Thiên, ngờ vực, sự dung hợp của chúng ta vẫn chưa đạt đến cực hạn sao? Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, mặt cô ấy hơi ửng đỏ. Thấy vậy, Diệp Quân sửng sốt, đột nhiên, hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Diệp Quân nói, tháp ra, người đi chơi đi. Tiểu tháp. Dĩ nhiên câu nói này chỉ là nói đùa. Đùa thôi mà, lúc này chắc chắn hắn không thể làm gì được. Tất nhiên, hắn cũng rất cảm động. Hắn biết Ngao Thiên Thiên nói điều này với hắn là để giúp hắn nâng cao thực lực, nếu không... Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không nói những lời xấu hổ như vậy. Diệp Quân kéo Ngao Thiên Thiên, khẽ mỉm cười, không vội. Ngao Thiên Thiên lập tức xấu hổ lườm hắn, huynh mới vội thì có. Diệp Quân cười ha hả. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nghiêm nghị nói, nếu chúng ta hoàn toàn dung hợp thì thực lực của huynh sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Diệp Quân gật đầu, ta biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ngao Thiên Thiên do dự. Rồi khẽ gật đầu. Diệp Quân quay đầu liếc nhìn đám ám long này cực kỳ lợi hại, chúng ta nhất định phải thu phục chúng nó. Ngao Thiên Thiên nói, chắc không thành vấn đề. Diệp Quân nhẹ giọng nói, không biết vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ bây giờ thế nào rồi. Kể từ khi bị truy sát, hắn đã hoàn toàn mất liên lạc với chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên, mặc dù hắn biết thực lực của đám người Từ Nhu và đám người An Tiền Bối rất cao cường. Nhưng hắn vẫn hơi lo lắng. Lần này, thực lực của đám tuế nguyệt nghịch lưu giả thật sự vô cùng cường đại. Quan trọng nhất là hắn còn không biết có bao nhiêu cường giả đang trên đường đến. Nếu lần này nếu không nhờ Ngao Thiên Thiên giúp sức đấu với đám cổ tộc thì hắn hoàn toàn không giải quyết được, hắn không thể đánh bại những ám long và cường giả hàng đầu của cổ tộc. Mà trong tuế nguyệt vạn cổ mênh mông rộng lớn này,
còn có ba gia tộc Tuế Nguyệt, Thần Điện Tuế Nguyệt và Ma Điện Tuế Nguyệt. Nghĩ đến đây, Diệp Quân thầm thở dài. Thành thật mà nói, muốn sống sót rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà không hề dễ. Dường như cảm nhận được tâm trạng của Diệp Quân, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng nói ta sẽ ở bên cạnh huynh. Diệp Quân quay đầu Ngao Thiên Thiên xinh đẹp động lòng người bên cạnh, trong lòng hắn rung động, sau đó cúi đầu hôn lên môi Ngao Thiên Thiên. Ẩm ướt, trơn trượt, ngọt ngào. Bị Diệp Quân hôn bất ngờ, cơ thể mảnh mai của Ngao Thiên Thiên khẽ run rẩy, nhưng cô ấy không hề phản kháng. Thật lâu sau, đôi môi hé mở. Lúc này, mặt Ngao Thiên Thiên ửng hồng, xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy cảnh tượng này, đáy lòng Diệp Quân đột nhiên dấy lên một ngọn lửa không tên, huyết mạch cũng sôi trào. Ý thức được việc này, Diệp Quân lắc đầu bật cười, rất nhanh đã áp chế cảm giác dạo dực trong lòng, lại hôn Ngao Thiên Thiên rồi nói ta đi ra ngoài. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, khuôn mặt cô ấy như ánh ban mai, vâng. Diệp Quân mỉm cười, rời khỏi tiểu tháp. Sau khi Diệp Quân rời đi, Ngao Thiên Thiên dường như cảm nhận được điều gì đó, cô ấy đột nhiên quay đầu lại, lúc này, hàng trăm con ám long đang nhìn. Ngao Thiên Thiên nhướng mày, hét lên giận dữ, nhìn gì mà nhìn. Đám ám long. Sau khi Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, quay đầu lại liếc nhìn phía sau, đám cường giả Nguyên Thiên Đế Quân vẫn chưa đến. Diệp Quân cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, 70% cơ thể hắn được bao phủ bởi những đường vân. Hắn đang mong chờ một cơ thể phàm nhân. Nhưng đáng tiếc huyết mạch phàm nhân này chỉ có thể hình thành cơ thể cho hắn khi chiến đấu, lúc bình thường không hề xuất hiện giống như huyết mạch phong ma. Chiến đấu. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, hắn rất muốn đánh một trận, nhưng đáng tiếc, có quá nhiều kẻ địch. Nếu bây giờ mà đánh nhau, hắn sẽ bị đánh hội đồng đến chết. Dường như nghĩ tới điều gì đó, hai mắt Diệp Quân chậm rãi nhắm lại, hắn xòe bàn tay ra. Thánh kiếm Hiên Viên xuất hiện ở trong tay của hắn. Bây giờ, hắn đã có thể thi triển liên tiếp 3 lần thời không chồng chéo. Mỗi lần 10.000 nhát kiếm. Kiếm kỹ thời không chồng chéo này được coi là kiếm kỹ mạnh nhất của hắn bây giờ, có thể dùng để đối đầu trực diện với đám cường giả cảnh giới đế quân. Nếu 4 lần thời không chồng chéo. Nghĩ đến đây, Diệp Quân nheo mắt lại. Uy lực của mỗi lần thực hiện thời không chồng chéo này đều tăng lên gấp mấy lần. Nếu thực hiện 4 lần chồng chéo, cho dù là một cường giả đế quân cũng có thể dễ dàng bị giết, đáng tiếc, hắn vẫn không dám thử thi triển 4 lần chồng chéo, dù có sự trợ giúp của Ngao Thiên Thiên hắn cũng không dám. Bởi vì uy lực quá mạnh, ngay cả khi hắn dung hợp với Ngao Thiên Thiên, cơ thể của hắn cũng không thể chịu nổi. Cơ thể phàm nhân. Diệp Quân đột nhiên nhíu mày, nếu cơ thể của hắn được huyết mạch phàm nhân này cải tạo thành công. Liệu cơ thể của hắn có thể chịu đựng được 4 lần chồng chéo hay không? Lúc Diệp Quân đang suy nghĩ, ở xa xa chân trời, thời không đột nhiên sôi trào, sau đó thời không tách lìa, một đám cường giả chậm rãi bước ra. Người đứng đầu là Nguyên Thiên. Lại đến rồi. Diệp Quân trầm mặc, xem ra thế lực luôn canh chừng hắn không chỉ mạnh ở mức bình thường. Hắn đi đến đâu, đối phương cũng có thể tìm thấy hắn. Thấy Diệp Quân đứng đó không nhúc nhích. Nguyên Thiên Đế Quân nhíu mày, ngươi ở đây chờ bọn ta à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Nguyên Thiên Đế Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi muốn giở trò gì? Diệp Quân cười nói, các người đông như vậy, ta có thể giở trò gì chứ? Nguyên Thiên Đế Quân cười nhạt, ngươi muốn đấu một mình với toàn bộ bọn ta sao? Diệp Quân nhìn chằm chằm vào Nguyên Thiên Đế Quân, nghe nói thực lực của Nguyên Thiên Đế Quân rất thông thiên, ta muốn mài giũa với ông. Một chọi một, Nguyên Thiên Đế Quân còn chẳng thèm suy nghĩ, thẳng thừng từ chối, ta sẽ không so tài một đấu một với ngươi đâu. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Nguyên Thiên Đế Quân cười nói, bởi vì ta không muốn cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Vừa nói, ông ta vừa híp mắt, giết. Giết. Dứt lời, tất cả cường giả xung quanh đều lao về phía Diệp Quân. Đánh hội đồng. Ông ta không ngu ngốc. Lúc này một mình đánh với Diệp Quân cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại sao phải chiến đấu một mình khi có thể đánh hội đồng? Đánh hội đồng luôn cho khỏe. Ba vị đế quân xông lên phía trước, thực lực của ba người này cực kỳ đáng sợ, khoảnh khắc chúng vừa ra tay, trời đất trở nên hư ảo. Diệp Quân hơi nheo mắt lại, cơ thể cũng trở nên mờ ảo,
một giây sau, hàng vạn kiếm quang chém ra từ trước người hắn. Liên tục ba lần thời không chồng chéo. Kiếm quang bộc phát trước mặt Diệp Quân. Bùm! Diệp Quân và ba vị đế quân đồng thời lui về phía sau, lúc Diệp Quân lùi ra xa mấy vạn trượng, hắn vẫn chưa dừng lại, đột nhiên, thời không phía sau hắn nứt toác, sau đó, một luồng khí tức đáng sợ chém tới. Mẹ kiếp! Diệp Quân kinh hãi, có người đánh lén. Bùm! Vào thời điểm mấu chốt, Ngao Thiên Thiên ngay lập tức khởi động thần giáp Thiên Long để bảo vệ Diệp Quân. Bùm! Một đạo quyền ấn bộc phát từ sau lưng Diệp Quân. Trong nháy mắt, Diệp Quân bị đánh bay ra xa mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại, thần giáp Thiên Long trên người hắn nổ tung, không chỉ như vậy, cơ thể của hắn cũng tứt toác từng lớp, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc Diệp Quân cực kỳ nghiêm trọng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một người trung niên mặc áo bào đen. Ông ta chắp tay sau lưng, cả người toát ra quyền thế cường đại cực kỳ đáng sợ. Quyền thế đó mạnh mẽ bắt đầu chôn vùi thời không bốn phía. Cổ trấn tộc trưởng của cổ tộc. Khi cổ trấn xuất hiện, thời không xung quanh đột nhiên nứt lìa, từng vị cường giả hàng đầu chậm rãi bước ra. Khoảng chừng trăm người. Tất cả đều là những cường giả tinh nhuệ của cổ tộc. Đến cả tộc luôn sao? Nhìn thấy cường giả cổ tộc có mặt, đám người Nguyên Thiên Đế Quân thở phào nhẹ nhõm, nếu cường giả cổ tộc không tới thì bọn chúng không chắc sẽ đánh lại Diệp Quân. Bởi vì bọn chúng biết, Diệp Quân dám đứng ở chỗ này chờ mình thì chắc chắn có âm mưu. Nhưng bây giờ, toàn bộ cường giả cổ tộc đều đã đến, âm mưu gì thì cũng vô dụng. Cổ trấn nhìn Diệp Quân với khuôn mặt không chút cảm xúc. Xung quanh, khí tức của đám cường giả cổ tộc khóa chặt Diệp Quân. Mọc cánh cũng khó thoát. Không hề nói nhảm, cổ trấn đột nhiên tiến lên một bước, trong tích tắc, một luồng quyền thế đáng sợ như thủy triều quét về phía Diệp Quân. Xa xa, trong mắt Diệp Quân lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn đột nhiên lao về phía trước, chém ra một nhát kiếm. Thực hiện thuật bạt kiếm bốn lần liên tiếp. Bùm! Một mảnh kiếm quang vừa xuất hiện đã vỡ tan, Diệp Quân lập tức bị đánh bay, khoảnh khắc hắn bay ra ngoài, cổ trấn bỗng lao về phía trước, tung nắm đấm về phắn hắn, nắm đấm này uy lực như sấm sét, vô cùng khủng bố. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Diệp Quân hơi híp lại. Lúc hắn muốn thức tỉnh hoàn toàn hai huyết mạch trong cơ thể, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ bên cạnh chém tới. Bùm! Kiếm quang này chém cổ trấn lùi xa nghìn trượng. Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, sửng sốt, Thanh Thanh cô cô. Người tới là Diệp Thanh Thanh. Diệp Quân hơi ngạc nhiên khi Thanh Thanh cô cô vẫn chưa rời đi. Diệp Thanh Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo chờ con ở Tuế Nguyệt Trường Hà phía trước, ông ta sẽ đưa con đến một nơi an toàn, mau đi đi. Diệp Quân nói, người ở lại đây cắt đuôi bọn chúng sao? Diệp Thanh Thanh không nói gì, mà quay người nhìn cổ trấn phía xa, trong tay bà ấy, kiếm thế cường đại nhanh chóng ngưng tụ. Diệp Quân không rời đi. Thấy Diệp Quân không nhúc nhích, Diệp Thanh Thanh nhíu mày, bà ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, con ở chỗ này cũng không giúp được ta. Diệp Quân vẫn lắc đầu. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, có phải con không muốn mắc nợ ta không? Diệp Quân im lặng. Diệp Thanh Thanh nói, hãy nghĩ về vũ trụ quan huyên, nghĩ về người thân và bạn bè của con. Diệp Quân vẫn lắc đầu. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh hiện lên vẻ tức giận, bà ấy điên tiết nói, ta chỉ nói sai một câu thôi mà, đến mức con ghi hận tới tận bây giờ sao? Diệp Quân thấp giọng nói, con không ghi hận gì với người cả. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, con nói vậy, bản thân con có tin không? Diệp Quân lắc đầu, không tin. Diệp Thanh Thanh cười khẩy. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, Thanh Thanh cô, lúc người xuất hiện đương nhiên con rất vui, trong thâm tâm, con luôn coi người như người thân, hơn nữa, con cảm thấy người cũng coi con như người thân, cho nên, con yêu mến người, kính trọng người. Vừa nói, hắn vừa khẽ lắc đầu. Nhưng lời người nói ngày hôm đó khiến con hiểu ra, người chưa bao giờ coi con là người thân, người tới giúp con cũng chỉ là vì cha con mà thôi. Diệp Thanh Thanh trầm mặc một hồi, nói ta chưa từng nói như vậy. Diệp Quân nói, hôm đó người đã nói vậy. Diệp Thanh Thanh nhướng mày, ta nói như vậy khi nào? Tiểu Tháp, người nói đi, ta từng nói như vậy sao? Tiểu Tháp,
Mẹ kiếp, cô cháu các người gây gỗ với nhau, chẳng lẽ bắt tháp gia ta âm thầm gánh chịu tất cả sao? Căm ghét, cả người tiểu tháp tê dại. Bà cô của ta ơi, ta đâu dám nói chứ. Diệp Quân cũng hơi cạn lời. Diệp Thanh Thanh bắt đầu bối rối. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, rồi nói, khi tức giận, người ta nói vài câu giận dỗi chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Quân im lặng. Thấy Diệp Quân không nói gì, Diệp Thanh Thanh trầm mặc một hồi, nói, đến lúc đó ta bảo cha con xin lỗi con. Diệp Quân. Diệp Huyên. Diệp Thanh Thanh hờ hững liếc nhìn Diệp Quân, như vậy được rồi chứ? Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, nhìn Diệp Thanh Thanh trước mặt, nói thật, trong lòng hắn cũng không phải thật sự tức giận. Thanh Thanh cô này đúng là có cái miệng sắc bén. Tất nhiên, không phải là loại người dẻo miệng lươn lẹo, bà ấy chỉ lươn lẹo với vài người. Hắn biết tính cách của cô này mạnh mẽ, bảo bà ấy nói lời mềm mỏng còn khó hơn bảo bà ấy tự sát. Nghĩ đến đây, Diệp Quân khẽ mỉm cười, Thanh Thanh cô, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài nhé. Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu, bà ấy quay đầu nhìn về phía cổ trấn phía xa, đám người cổ trấn vẫn chưa ra tay. Vì ông ta cũng đang đợi. Đợi người có thể giữ chân Diệp Thanh Thanh. Trước khi đến, ông ta đã nhận được tin báo về Diệp Thanh Thanh, biết được người phụ nữ này rất lợi hại, cho nên nhất định phải đợi. Đương nhiên, nếu Diệp Quân lựa chọn rời đi, ông ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Diệp Quân đi đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh, nói, bọn chúng đang đợi người. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Quân lại nói, bên vũ trụ quan huyên có người đến cứu viện không? Diệp Thanh Thanh nói, có. Diệp Quân vội vàng hỏi, ai? Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, Nhị Nha và Tiểu Bạch. Xong rồi. Khuôn mặt Diệp Quân lập tức cứng đờ, như rơi xuống vực sâu vạn dặm. Tin tốt là có người đến cứu viện. Tin xấu là người đến cứu viện lại là Nhị Nha và Tiểu Bạch. Năng lực của Nhị Nha và Tiểu Bạch chắc chắn vô cùng mạnh. Một mình Nhị Nha có thể chiến đấu với rất nhiều người, hơn nữa, đó là khi cô bé vẫn chưa biến hình, nếu cô bé biến hình thì chắc chắn là mạnh vô địch. Còn Tiểu Bạch thì không cần phải nói, nó là trợ thủ đắc lực nhất, không chỉ có thể hỗ trợ hắn, mà còn cho hắn vô số vũ khí lợi hại. Nhưng hai đứa này không đáng tin. Đến cứu viện ư? Nói không chừng lúc này chúng nó đã đi chơi đâu đó rồi. Thảm quá! Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, chúng ta cùng đi thôi. Bà ấy biết rằng nếu bà ấy không rời đi thì thằng nhóc này cũng sẽ không đi. Nghe Diệp Thanh Thanh nói vậy, Diệp Quân lập tức gật đầu, vâng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên tiến lên một bước, trong tích tắc, một luồng kiếm thế đáng sợ quét ra từ trong cơ thể bà ấy, sức mạnh thần bí bao phủ tất cả cường giả có mặt ở đó. Kiếm vực. Bà ấy lại thi triển kiếm vực. Xa xa nhìn thấy cảnh tượng này. Cổ trấn hơi híp mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, hai tay sau lưng chậm rãi nắm chặt. Xung quanh, thần sắc của tất cả cường giả cũng trở nên nghiêm trọng, nhao nhao phóng ra khí tức của mình để chống đỡ kiếm vực và kiếm thế của Diệp Thanh Thanh. Nhưng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên lao tới, vèo, bà ấy vung mạnh trường kiếm trong tay về phía trước. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang vạn trượng đột nhiên phóng ra từ mũi kiếm của bà ấy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người thay đổi mạnh mẽ, rối rít ra tay. Rầm rầm. Khi kiếm quang khuếch tán ra, tất cả cường giả đều bị chém lùi về sau, ngay cả cổ trấn cũng lùi ra xa trăm trượng. Lúc này, Diệp Thanh Thanh nắm lấy cánh tay Diệp Quân, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, bà ấy chém ra một nhát kiếm, thời không tuế nguyệt xuất hiện trước mặt hai người, nhưng lúc bọn họ vừa bước vào thời không tuế nguyệt, một luồng khí tức đáng sợ tấn công phía sau hai người. Cổ trấn. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, đi trước đi, cứ đi về phía trước, bên kia sẽ có người tiếp ứng cho con. Nói xong, bà ấy đập mạnh vào lưng Diệp Quân. Bùm. Trong nháy mắt, Diệp Quân bị bà ấy đẩy vào tuế nguyệt trường hà. Còn bà ấy quay lại, hung hăng cầm kiếm lao về phía cổ trấn bên dưới. Bùm. Diệp Thanh Thanh chém ra một nhát kiếm, cổ trấn bị chém bay xa vạn trượng trong chớp mắt, lúc này, đám cường giả xung quanh định đuổi theo Diệp Quân, cổ trấn lại đột nhiên nói, giết người phụ nữ này trước. Giết Diệp Thanh Thanh trước. Ông ta biết rõ nếu không loại bỏ Diệp Thanh Thanh trước thì sẽ rất khó giết Diệp Quân.
bởi vì người phụ nữ này sẽ luôn xuất hiện để gây rắc rối. Nghe Cổ Trấn nói vậy, đám người Nguyên Thiên Đế Quân hơi do dự, sau đó tất cả đều lao về phía Diệp Thanh Thanh. Họ đã căm ghét Diệp Thanh Thanh từ rất lâu. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh ra tay mấy lần thì bọn họ đã diệt trừ Diệp Quân lâu rồi. Lúc này, Cổ Trấn cũng đột nhiên hóa thành một đạo quyền mang, đấm thẳng đến chỗ Diệp Thanh Thanh. Xung quanh, tất cả mọi người cũng xông về phía Diệp Thanh Thanh. Tất cả mọi người cùng ra tay thì đáng sợ đến mức nào? Bùm! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.